Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. Chương 2421, Bí ẩn. Thánh Hỏa Tông, đào tạo thiên địa chi hỏa chuyên gia. Năm đó Thánh Hỏa Tông đem bồi dưỡng ra rất nhiều thiên địa chi hỏa hạt giống, toàn bộ đặt phu Thánh Hỏa trong vực sâu rồi. Trải qua lâu như vậy tuế nguyệt, e sợ Thánh Hỏa trong vực sâu thiên địa chi hỏa hạt giống, bây giờ đã là toàn bộ biến thành chân chính thiên địa chi hỏa rồi. Đối với nắm giữ thiên địa chi hỏa Thanh Viêm Diệp Thần Phong tới nói, này Thánh Hỏa vực sâu đối với Thanh Viêm tới nói tuyệt đối là một cái cơ duyên lớn. Trên bản đồ tràn ra động tĩnh càng lúc càng lớn, e sợ không tốn thời gian dài sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, sau đó trước tới nơi này. Nếu như trong địa đồ thật sự có cơ duyên và bảo vật tồn tại, như vậy đến lúc đó dư người khẳng định liền có hơn. Thù Khang Quang Vinh tuy nói trong lòng có chỗ lo lắng, thế nhưng đang do dự chỉ chốc lát sau, hắn tối cuối cùng hay là bay thẳng vào trên bản đồ xuất hiện lỗ hổng bên trong. Liền ngay cả Diệp Thần Phong mấy người cũng không quan tâm rồi, hắn tóm lấy Bạch Tiểu Nhu là vì đạt được một tờ bản đồ, bây giờ bốn tấm bản đồ lại toàn bộ gọp đủ, mắt thấy động tĩnh to lớn hội đưa tới tất cả đại tông môn cường giả, tại khả năng xuất hiện cự lợi ích lớn trước mặt, hắn đã quên chuyện rồi khác. Tại Thù Khang Quang Vinh lựa chọn bay vào bản đồ bên trong sau. Diệp Thần Phong không có lập tức tiến vào. Trong lòng của hắn chả đang lo lắng Bạch Tiểu Nhu, tuy nói Thánh Hỏa trong vực sâu cơ duyên cũng rất trọng yếu, nhưng tuyệt đối không có uổng phí Tiểu Nhu tới trọng yếu, hắn đối với Triệu, Tấn, Băng, Ninh Long, Chữ Vũ nói ra, chúng ta tìm được trước Tiểu Nhu. Diệp Thần Phong đám người một đường tiếp tục hướng về Gió Kiếm Cung thượng lao đi. Bây giờ Gió Kiếm Cung một vị lão tổ chết rồi, một vị khác lão tổ tiến vào trong địa đồ rồi. Tại toàn bộ Gió Kiếm Cung bên trong còn có ai có thể ngăn cản được Diệp Thần Phong? Tại đi tới Gió Kiếm Cung sau, dựa vào mạnh mẽ năng lực nhận biết, Diệp Thần Phong rất nhanh sẽ xác định Bạch Tiểu Nhu chỗ ở mật thất. Thanh Bạch Tiểu Nhu thuận lợi cứu ra. Bạch Tiểu Nhu tự nhiên tránh không được cùng Diệp Thần Phong một trận ôn tồn. Sau đó, Diệp Thần Phong để Bạch Tiểu Nhu đám người rời đi trước Gió Kiếm Cung, còn hắn thì muốn đi vào trong địa đồ tìm tòi hư thực. Bạch Tiểu Nhu bọn hắn biết mình thực lực quá yếu, đi theo Diệp Thần Phong chỉ sẽ trở thành trói buộc, bọn hắn cũng không muốn liên lụy Diệp Thần Phong. Nhìn xem Bạch Tiểu Nhu đám người thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau. Diệp Thần Phong nhìn hướng giữa bầu trời trở nên to lớn bản đồ. Thân ảnh của hắn cũng lập tức đạp không tiến vào trên bản đồ lỗ hổng bên trong. Khi tiến vào lỗ hổng sau, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người phảng phất thân ở một vòng xoáy khổng lồ bên trong, thân thể đang không ngừng bị một nguồn sức mạnh đẩy xoay tròn. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, trời đất quay cuồng cảm giác biến mất rồi, Diệp Thần Phong năng lực nhận biết hoàn toàn khôi phục rồi. Hắn nhìn thấy thân thể của mình nơi ở giữa không trung, đang tại nhanh đi xuống. Trong cơ thể linh khí lập tức vận chuyển, cuối cùng vững vàng đứng ở trên mặt đất. Đứng vững về sau Diệp Thần Phong, hắn bắt đầu đánh giá bốn phía, hắn bây giờ hẳn là ở địa đồ bên trong không gian rồi. Nơi này là một thế giới nhỏ. Trong không khí tràn ngập cực hạn nóng bức, phảng phất mỗi một tia không khí đều phải bốc cháy lên rồi. Giữa bầu trời không có thái dương. Tiểu thế giới này bầu trời là hiện ra một loại màu lửa đỏ, như cùng là thiêu đốt lò như lửa. Diệp Thần Phong giờ khắc này đang đứng tại một mảnh to lớn trên quảng trường. Hắn không nhìn thấy so với hắn trước tiến đến Thù Khang Quang Vinh. Quảng trường rất lớn. Tại quảng trường chính giữa thụ lập một khối to lớn bia đá, này nhưng có thể hay không gọi là bia đá rồi. Bởi vì tấm bia đá này có tới hơn trăm thước cao. Gặp lại ánh sáng ngày, thống nhất thiên hạ thời gian. Tại đây khối hơn trăm thước cao trên bia đá có khắc một câu nói như vậy. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Ngoại trừ khối này lớn vô cùng bia đá, toàn bộ quảng trường không có bất kỳ còn lại chỗ đặc biệt rồi. Diệp Thần Phong ánh mắt nhìn về phía quảng trường sau lưng. Tại quảng trường sau lưng là từng tòa một cổ lão kiến trúc đứng vững vàng. Nơi này phải là năm đó Thánh Hỏa Tông tông môn. Năm đó có người nói Thánh Hỏa Tông là trong một đêm xuất hiện. Sau đó tại tất cả thế lực lớn chậm rãi biết Thánh Hỏa Tông thời điểm, cái này tông môn lại là trong một đêm lặng yên không tiếng động biến mất. Lúc trước cũng không ai biết Thánh Hỏa Tông là làm sao xuất hiện. Cuối cùng lại là làm sao vô thanh vô tức biến mất,
này vẫn là một cái bí ẩn. Bây giờ nhìn thấy Thánh Hỏa Tông tại bản đồ này bên trong không gian. Diệp Thần Phong bắt đầu rõ ràng những thứ gì. Này Thánh Hỏa Tông năm đó khả năng ban đầu là xây dựng ở bên trong vùng không gian này, sau đó Thánh Hỏa Tông người trực tiếp đem toàn bộ Thánh Hỏa Tông rời xuất liễu không gian, cho nên đã tạo thành trong một đêm Thánh Hỏa Tông xuất hiện giả tạo. Sau đó, Thánh Hỏa Tông trong một đêm biến mất cũng là đạo lý này. Khả năng năm đó Thánh Hỏa Tông gặp chuyện gì, bọn hắn lại đem toàn bộ Thánh Hỏa Tông chuyển đến trong địa đồ trong không gian rồi. Chẳng qua là năm đó Thánh Hỏa Tông tại sao phải làm như vậy? Năm đó Thánh Hỏa trong Tông lão tổ, tông chủ, trưởng lão cùng đệ tử đều còn sống không? Nếu như còn sống, như vậy bọn hắn chắc còn ở vùng không gian này bên trong. Khi tiến vào vùng không gian này sau, Diệp Thần Phong bên trong đan điền thanh viêm liền bắt đầu trở nên nhao nhao muốn thử lên. Diệp Thần Phong không có lập tức thả ra thanh viêm, hắn luôn cảm thấy nơi này có chút quái lạ, có thể nói là khắp nơi đều tiết lộ ra quái lạ. Năm đó Thánh Hỏa Tông lại chuyển đến chỗ này không gian liền cực kỳ cổ quái. Từ viễn cổ thời đại Thánh Hỏa Tông trong vòng một đêm sau khi biến mất, liền cũng không còn Thánh Hỏa Tông người xuất hiện qua. Nói cách khác Thánh Hỏa Tông người, năm đó hẳn là đồng thời tiến vào nơi này. Mà bốn tấm bản đồ lại là từ đâu mà đến? Này bốn tấm bản đồ ghép lại với nhau là mở ra đến chìa khóa nơi này. Các loại bí ẩn toàn bộ tại Diệp Thần Phong trong đầu lưu chuyển. Vùng không gian này quá mức nóng bức rồi, cho dù Diệp Thần Phong có thần vương trung kỳ thực lực, hắn cũng là nóng đầu đầy mồ hôi. Trên người không ngừng toát ra mồ hôi, đem quần áo cũng cho thấm ướt. Diệp Thần Phong có thể khẳng định nơi này tuyệt đối sẽ không đơn giản, hắn mơ hồ cảm thấy trong này rất có thể ẩn giấu một cái bẫy, ẩn giấu một cái âm mưu. Nếu như năm đó Thánh Hỏa Tông có ý định yếu chuyển đến nơi này, như vậy bọn hắn tại sao phải chế tạo mở ra nơi này bản đồ? Đồng thời lưu lạc ra ngoài, tất cả những thứ này đều không thể dùng lẽ thường để giải thích thông. Bây giờ đối với Vu Thánh Hỏa vực sâu cơ duyên, Diệp Thần Phong là không ôm ấp mong đợi, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên Tại cảm nhận được Diệp Thần Phong ý nghĩ trong lòng sau. Trong đó lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra tiểu gia hỏa. Ngươi suy tính những này xác thực rất kỳ quái. Xem tới nơi này khả năng tràn đầy nguy hiểm, người mình có thể yếu chú ý cẩn thận một chút. Diệp Thần Phong gật gật đầu, nhìn lên bầu trời bên trong. Căn bản không có rời đi nơi này cửa ra vào, nếu tạm thời không cách nào mở ra nơi này, như vậy trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Hắn ánh mắt nhìn về phía quảng trường sau lưng một cái đại điện. Tại đại điện trên tấm bảng viết chân hỏa điện này ba chữ lớn. Không có quá mức do dự. Hiện tại cũng không có cái gì tốt do dự rồi, dù sao tạm lúc cũng không có rời đi nơi này cửa ra vào, chẳng bằng trước tiên thăm dò một phen. Cho nên, Diệp Thần Phong hướng về chân hỏa trong điện đi đến. Chương 2422, đốt thành cho bụi. Tại Diệp Thần Phong hướng về chân hỏa điện đi đến thời điểm. Viễn cổ giới. Trôi nổi tại gió kiếm cung bầu trời bản đồ sinh ra động tĩnh là càng lúc càng lớn. Rất nhanh đưa tới rất nhiều phụ cận người tu luyện chú ý, phụ cận người tu luyện lập tức lợi dụng các loại biện pháp đưa tin ra ngoài. Dùng một loại tốc độ cực nhanh tại toàn bộ viễn cổ giới bắt đầu lan tràn ra. Trong đó, Vạn Hỏa Thành Dược Thánh nội đường. Lão Tổ Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng nguyên bản đang chuẩn bị đi hướng Ngô gia sự tình rồi. Mấy ngày nay tâm tình của bọn họ vô cùng không tốt, trước đó Diệp Thần Phong không chỉ có giết bọn hắn đầu nhi. Cuối cùng bọn hắn vẫn còn sẽ đối Diệp Thần Phong xin lỗi, đem một tấm Thánh Hỏa vực sâu bản đồ cho Diệp Thần Phong. Bất quá, Thánh Hỏa vực sâu bản đồ dưới cái nhìn của bọn họ hoàn toàn là vô bổ, bọn hắn tìm nhiều năm như vậy cũng không có tìm được mặt khác ba tấm bản đồ. Có thể nói nếu như không tìm được mặt khác ba tấm bản đồ, bọn hắn cho Diệp Thần Phong cái kia một tờ bản đồ, chẳng khác gì là một cái rác rưởi. Trong chớp mắt, Thường Bách Phú trên người ngọc bài lấp lánh lên. Hẳn là có người cho hắn đưa tin. Khi nghe đến đưa tin nội dung sau, Thường Bách Phú sắc mặt trở nên có chút khó coi, tại ngọc bài bên trong trả truyền đến một bức đồ án. Thường Bách Phú lập tức đem đưa tin nội dung bên ngoài phóng ra, đưa tin tới một bức đồ án cũng trôi nổi tại trong không khí. Chỉ thấy bức đồ án này rõ ràng là gió kiếm cung bầu trời cảnh tượng.
Bây giờ bốn tấm chắp vá lên bản đồ mặc dù lớn biến dạng, nhưng là từ trước Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng nghiên cứu một tấm trong đó bản đồ đã nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn là có thể mơ hồ phán đoán ra, đây chính là bọn họ giao cho Diệp Thần Phong bản đồ. Chỉ là hiện tại bốn tấm bản đồ hẳn là gọp đủ, sinh ra một chủng nào đó dị biến. Khi nghe đến đưa tin nội dung cùng nhìn thấy truyền tới hình ảnh sau, Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng là càng ngày càng cắn răng nghiến lợi, bọn hắn lúc trước cho Diệp Thần Phong thánh hỏa vực sâu bản đồ, hoàn toàn là muốn đem Diệp Thần Phong lừa gạt, ai biết mới không có quá khứ bao nhiêu thời gian. Bốn tấm thánh hỏa vực sâu bản đồ liền ghép lại với nhau. Bọn hắn hầu như có thể khẳng định tuyệt đối là Diệp Thần Phong tìm tới mặt khác ba tấm bản đồ. Bọn hắn tìm nhiều năm như vậy cũng không có tìm được, bây giờ lại bị Diệp Thần Phong lập tức tìm tới, bọn hắn thật có một loại bị hung hăng vẽ mặt cảm giác. Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng trong con người yếu phun ra lửa đến rồi. Sắc mặt âm trầm yếu tích thủy rồi, bọn hắn có một loại yếu thổ huyết kích động. Vốn chỉ là muốn đuổi Diệp Thần Phong, cuối cùng lại bất ngờ thành toàn Diệp Thần Phong. Thường Bách Vũ trong thanh âm tràn đầy lửa giận, lão Dư, người nói bây giờ chúng ta nên làm gì? Dư Minh Tùng nói, bây giờ bốn tấm bản đồ toàn bộ tập hợp, bản đồ lại sinh ra như dị biến này, chúng ta nhất định muốn đi tìm tòi hư thực, nói không chắc có thể nhiều thu được vài loại thiên địa chi hỏa. Thường Bách Vũ gật đầu nói, đúng vậy, Ngô gia chỗ ở của bọn hắn địa, có một tầng đối với ngoại giới cách trở. Cho nên cái kia lục đại lánh đời tông môn nhất định là không cách nào biết được nơi này dị biến, chúng ta nhất định muốn tự mình đi một chuyến. Mà ở Dược Thánh Đường biết được gió kiếm cung bầu trời dị biến tin tức lúc. Viễn cổ giới còn lại rất nhiều tông môn cũng dồn dập đã được biết đến tin tức này, trong lúc nhất thời tất cả đại tông môn lão tổ dồn dập hướng về gió kiếm cung tới rồi. Quỷ tôn những ngày qua vị trí, vừa vặn khoảng cách gió kiếm cung không xa. Khi hắn chiếm được tin tức sau, hắn trước tiên chạy tới gió kiếm cung. Đang do dự chỉ chốc lát sau, thân ảnh của hắn trực tiếp tiến vào giữa bầu trời cự đại mà trong bức tranh lỗ hổng bên trong. Hắn đồng dạng là xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước đó đi tới quảng trường khổng lồ, cảm thụ trong thiên địa cực hạn nóng bức. Nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, hắn lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong, cùng lúc đó, từng đạo không giống khí thế thân ảnh cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện tại trên quảng trường. Chỉ chốc lát sau, cả khuôn mặt che giấu tại mũ trùm trong quỷ tôn, trong lòng của hắn vui vẻ, hắn mơ hồ suy đoán ra khỏi nơi này có thể là viễn cổ thời đại Thánh Hỏa Tông. Hắn đối Thánh Hỏa Tông chính tốt có hiểu một chút, tại một bản cổ tịch thượng từng thấy không ít Thánh Hỏa Tông truyền thuyết. Trước hắn thiên địa chi hỏa bị người cắn nuốt mất rồi. Nếu như nơi này đúng là Thánh Hỏa Tông lời nói, như vậy nơi này sẽ có hay không có thiên địa chi hỏa đâu này. Quỷ tôn trong lòng tràn đầy một loại trước nay chưa có chờ mong. Tại từng cái tất cả đại tông môn người tu luyện xuất hiện trên quảng trường thời điểm. Đi vào chân hỏa điện Diệp Thần Phong, hắn đã sớm tiến vào chân hỏa điện bên phải một cái ám trong môn phái. Vừa vặn khi tiến vào chân hỏa điện sau. Toàn bộ chân hỏa trong điện không có quá chỗ đặc biệt, hai bên thụ lập 10 cái màu lửa đỏ cây cột. Ngoài ra, toàn bộ chân hỏa trong điện trống rỗng một mảnh. Diệp Thần Phong rất nhanh cũng cảm giác được tại chân hỏa điện bên phải có một đạo ám môn. Ở trong tối trong môn có một cái thẳng tắp thông đạo. Diệp Thần Phong theo thông đạo một đường hướng phía trước hành tẩu, hắn mơ hồ có thể cảm giác được người tu luyện khí tức, hẳn là Thù Khang Vinh, dù sao Thù Khang Quang Vinh so với hắn trước tiến vào một bước. Đi tới cuối lối đi. Diệp Thần Phong nhìn thấy Thù Khang Quang Vinh thân ảnh. Chỉ thấy cuối lối đi có vỗ một cái đặc thù chất liệu cửa đá, căn bản vô pháp mạnh mẽ phá tan. Tại thạch môn cắn câu vẽ ra trận pháp. Thù Khang Quang Vinh chính đang toàn lực phá tan trận pháp. Tại Diệp Thần Phong nhìn thấy Thù Khang Vinh thời điểm, thù này Khang Quang Vinh ngược lại cũng vừa hay phá tan rồi trên cửa đá trận pháp. Chỉnh phiến cửa đá chậm rãi mở ra, Thù Khang Quang Vinh trực tiếp đi vào cửa đá bên trong. Diệp Thần Phong cũng theo sát đi vào trong cửa đá. Chỉ thấy cửa đá sau lưng là một gian tương đối rộng mở nhà đá. Ở thạch thất hai bên thụ lập từng cái thạch nhân. Phân biệt hai bên có 10 cái thạch nhân. Mỗi một tên người đá đều là rất sống động. Tại mỗi một tên người đá trong tay đều có một khối năng lượng màu đỏ rực tinh thể, từ tinh thể năng lượng bên trong không ngừng tỏa ra hấp dẫn người sức mạnh,
loại sức mạnh này đối người tu luyện cũng là có tác dụng cực lớn. Đi vào bên trong thạch thất, Thù Khang Quang Vinh đang nhìn đến thạch người trong tay hỏa năng lượng màu đỏ tinh thể sau, hắn cảm ứng một lần bốn phía, không có cảm giác xuất dị thường, hắn cũng không quay đầu lại, nhưng hắn biết Diệp Thần Phong tiến vào nơi này, tiểu tử, ta khuyên ngươi tối hảo quay quay đứng đấy không nên cử động, như vậy ngươi hay là còn có thể sống thêm một hồi. Nói xong, Thù Khang Quang Vinh đưa tay muốn đem thạch người trong tay màu đỏ rực tinh thể lấy xuống. Diệp Thần Phong lông mày từ đầu đến cuối không có buông ra, lão hắc thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, nơi này tuyệt có đúng hay không sức lực, đây là của ta một loại trực giác, nơi này cũng quá mức bình tĩnh, ngươi trước lui ra cái này nhà đá lại nói. Tại Diệp Thần Phong lui ra nhà đá thời điểm, Thù Khang Vinh bàn tay vừa vặn chạm vào trong đó một cái thạch trong tay người màu đỏ rực tinh thể. Không chờ hắn đem màu đỏ rực tinh thể lấy xuống, chỉ thấy hai bên dựng đứng thạch nhân, con mắt của bọn họ đột nhiên sáng lên hào quang màu đỏ. Từ trong thân thể của bọn họ nhất thời bắn ra lửa cháy hừng hực cùng cực hạn hỏa năng lượng màu đỏ, những này lửa cháy hừng hực cùng cực hạn hỏa năng lượng màu đỏ, một mạch hướng về Thù Khang Quang Vinh chen chúc mà tới. Chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Thù Khang Quang Vinh căn bản liền kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, thân thể của hắn trực tiếp biến thành cho tàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2423, từ trên trời giáng xuống thạch nhân. Lui ra nhà đá Diệp Thần Phong. Hắn nhìn thấy Thù Khang Vinh thân thể dĩ nhiên trực tiếp biến thành cho tàn. Này không khỏi cũng quá khoa trương một điểm chứ. Thù Khang Quang Vinh tốt xấu cũng là thần tôn cảnh trung kỳ cường giả AH. Này từng cái thạch nhân bên trong bắn ra hỏa diễm cùng năng lượng cũng quá cường hãn chứ. Thậm chí để Thù Khang Quang Vinh liền một điểm dẫy dụa cơ hội cũng không có. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nếu như hắn vừa vặn cũng ở thạch thất bên trong, nếu như hắn vừa vặn cũng bị lửa cháy hừng hực cùng cực hạn năng lượng công kích, chỉ sợ hắn cũng không thể chịu đựng xuống, cho dù trong cơ thể hắn có ngày địa chi hỏa thanh viêm. Nhưng thanh viêm bây giờ nhiệt độ vẫn không có cường đại đến có thể chống đỡ bực này hỏa diễm cùng cực hạn năng lượng. Nói không chắc tại bực này công kích, thanh viêm cũng sẽ lập tức biến mất ở vùng thế giới này giữa. May là vừa vặn lão hắc nhắc nhở hắn một cái, tại làm sao đột nhiên dưới tình huống, hắn có lẽ liền tiến vào hỗn độn nhẫn tiểu thế giới thời gian cũng không có. Tại Thù Khang Quang Vinh biến thành cho tàn sau, toàn bộ nhà đá lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Hai bên từng cái thạch nhân sáng lên hào quang màu đỏ, ánh mắt ảm đạm xuống. Đứng ở thạch thất cửa ra vào Diệp Thần Phong, hắn quan sát tỉ mỉ bên trong thạch thất bộ. Rất nhanh, hắn phát hiện nhà đá trên mặt đất được ngăn cách thành từng cái ô vuông, toàn bộ nhà đá như cùng là một tấm bàn cờ to lớn bình thường. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên cũng phát hiện điểm này. Lão Bạch nói ra, tiểu gia hỏa. Này gian thạch thất bên trong giấu giếm cơ quan, chỉ cần ngươi không đi đụng vào thạch trong tay người màu đỏ rực tinh thể, hai bên thạch nhân sẽ không có biến hóa quá lớn. Điểm này vừa vặn tại Thù Khang Vinh thân thượng đã nghiệm chứng lại đây. Thù Khang Quang Vinh hoàn toàn là chạm vào thạch người trong tay màu đỏ rực tinh thể, cuối cùng hai bên thạch nhân mới sản sinh loại này dị biến. Diệp Thần Phong lần thứ hai đi tới bên trong thạch thất, tận lực tránh được bên trong thạch thất hai bên thạch nhân. Không có đứng ở thạch nhân chính diện. Hắn nhìn trên mặt đất từng cái ô vuông. Này hai bên trái phải thạch nhân toàn bộ đứng ở ô vuông bên trong. Lão Bạch cùng lão Hắc đang quan sát một trận, sau đó lão Hắc nói ra, tiểu tử, nơi này có thể là một cái ván cờ cơ quan. Ngươi thử từ phía sau lưng thúc đẩy thạch nhân thử một chút xem, không nên đi chạm vào thạch trong tay người màu đỏ rực tinh thể là được rồi. Ngoài ra ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào bên trong tiểu thế giới. Đang nghe lão Hắc lời nói sau, Diệp Thần Phong đi tới bên phải thạch nhân sau lưng, hắn từ phía sau lưng đem trong đó một cái thạch nhân chậm rãi hướng phía trước thúc đẩy. Nơi này thạch nhân chả thật sự có thể bị đẩy được động. Trong đầu thần kinh một mực nằm ở căng thẳng trạng thái, thời khắc đều chú ý còn lại thạch nhân biến hóa, bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tiến vào bên trong tiểu thế giới. Rốt cuộc đem thạch nhân hướng phía trước đẩy ra một ô. Tại đem bên phải một tên người đá hướng phía trước đẩy ra một ô sau. Toàn bộ nhà đá bỗng nhiên trong lúc đó rung động chuyển động. Cảm giác được điểm này Diệp Thần Phong, hắn trước tiên tiến vào tiểu thế giới. Bất quá,
hắn vẫn cứ tại cảm ứng trong thạch thất biến hóa. Chỉ thấy bên phải trách một tên người đá được Diệp Thần Phong hướng phía trước đẩy ra một ô sau, bên trái thạch nhân duy trì màu sắc nguyên thủy, mà bên phải thạch nhân toàn bộ biến thành màu đen. Hai bên trở nên màu sắc khác nhau thạch nhân, tại toàn bộ bên trong thạch thất nhanh chóng tự chủ di động. Này từng cái thạch nhân phảng phất là biến thành trên bàn cờ từng cái quân cờ, rất nhanh từng cái thạch nhân ở thạch thất bên trong một lần nữa chỗ đứng. Ở thạch thất bên trong to lớn mặt đất trên bàn cờ tạo thành một cái tàn cục. Ngoại trừ sự biến hóa này bên ngoài, còn lại không bất kỳ biến hóa nào rồi. Tại trong tiểu thế giới cảm thấy được điểm này Diệp Thần Phong, hắn lại trở về nhà đá bên trong, hắn nhìn xem hai bên thạch nhân bày ra tàn cục. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, ở cái này trong thạch thất hẳn là ẩn giấu một ít cái gì, bây giờ xem ra chỉ có người phá này tàn cục, mới có thể mở ra nơi này cơ quan, chỉ là không biết phá tan cái này cơ quan sau, đến cùng sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Vừa nãy người thúc đẩy bên phải thạch nhân, hiện tại toàn bộ biến thành màu đen, ngươi nên là nắm hắc tử, cái này tàn cục đối với bây giờ cái thời đại này rất nhiều người mà nói, hay là cực kỳ khó mà phá giải, nhưng đối với ta mà nói không có khó khăn quá lớn, ta đã từng thấy cái này tàn cục đồng thời phá giải ra. Chỉ là ngươi hiện tại yếu phá giải cái này tàn cục, mở ra nơi này ẩn núp cơ quan sao? Diệp Thần Phong đã trầm mặc 2 giây sau, hắn nói ra, lão Bạch, nếu đi tới nơi này, như vậy liền phá giải một cái thử xem đi. Ta sẽ bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào bên trong tiểu thế giới. Khi nghe đến Diệp Thần Phong trả lời sau, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, người bên phải cái thứ hai màu đen thạch nhân hướng phía trước di động một ô. Tại Diệp Thần Phong thúc đẩy bên phải cái thứ hai màu đen thạch nhân sau, một loại khác màu sắc thạch nhân cũng tự chủ động một bước. Bên trái cái thứ ba màu đen thạch nhân hướng về bên phải thúc đẩy một ô. Người ngay phía trước màu đen thạch nhân hướng phía trước thúc đẩy một ô. Theo lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra phá giải tàn cục phương pháp, Diệp Thần Phong hoàn toàn là làm theo. Cuối cùng Diệp Thần Phong nắm giữ màu đen thạch nhân thắng lợi, cái này tàn cục trong nháy mắt bị phá ra rồi. Tại tàn cục bị phá ra sau, trong thạch thất giữa trên mặt đất, xuất hiện một cái đi về dưới đáy lỗ hổng. Đồng thời, bên ngoài tiến vào nơi này, tất cả tu luyện người dừng lại mảnh kia quảng trường. Tại Diệp Thần Phong phá tan bên trong thạch thất tàn cục lúc, từng cái đang không ngừng tiến vào nơi này người tu luyện, bọn hắn tại đi tới trên quảng trường sau đó bọn hắn không có lập tức đi hướng những nơi khác, mà là quan sát tỉ mỉ khởi quảng trường này cùng vùng thế giới này rồi. Đương nhiên cả khuôn mặt che giấu tại mũ trùm trong quỷ tôn, hắn cũng chả không hề rời đi quảng trường này. Bởi gió kiếm cung phía trên cự đại mà đồ động tĩnh càng lúc càng lớn, hết thảy biết tin tức này, còn có được hấp dẫn tới người tu luyện là càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên trong lúc đó, màu lửa đỏ trên bầu trời, nổi lên từng tầng chấn động, dường như có tiên huyết tại trên bầu trời lưu động. Màu lửa đỏ bầu trời không ngừng vặn vẹo lên. Từ bầu trời bên trong liên tục xuất hiện từng cái quang điểm, những điểm sáng này đang nhanh chóng hướng về trên mặt đất rơi xuống. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, quang điểm tại trên quảng trường người tu luyện trong tầm mắt không ngừng lớn lên, từ từ bọn hắn nhìn rõ ràng quang điểm diện mục. Từ bầu trời bên trong rơi xuống điểm sáng, chính là từng cái màu lửa đỏ to lớn thạch nhân. Những này màu lửa đỏ to lớn thạch nhân, không giống với Diệp Thần Phong ở thạch thất bên trong nhìn đến thạch nhân, những này màu lửa đỏ thạch nhân từng cái đều là khuôn mặt dữ tợn, dường như trong địa ngục lệ quỷ bình thường. Ầm, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Từng cái từ bầu trời xa suốt dưới màu đỏ rực thạch nhân, cuối cùng toàn bộ hạ xuống trên mặt đất. Toàn bộ quảng trường dưới đất là không ngừng xuất hiện vết rạn nứt cùng hố nhỏ. Những kia nguyên bản muốn rời khỏi quảng trường này người tu luyện, bọn hắn đang nhìn đến biến hóa này sau, bọn hắn lại toàn bộ dừng lại ngừng chân rồi, bọn hắn nhìn xem này từng cái màu lửa đỏ thạch nhân, ngoại trừ dáng vẻ dữ tợn một ít bên ngoài, thật giống cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Trong đó có người tu luyện xuất phát từ hiếu kỳ, bọn hắn bắt đầu tới gần màu đỏ rực thạch nhân, muốn phải cẩn thận dò xét tra một chút những này từ trên trời giáng xuống màu đỏ rực thạch nhân. Chương 2424, khốc liệt. Ở thạch thất trung gian trên mặt đất xuất hiện đi về dưới đáy lỗ hổng sau. Diệp Thần Phong liền thận trọng hướng về lỗ hổng bên trong đi tiếp thôi.
theo bước lên lỗ hổng bên trong cầu thang. Cầu thang hai bên trên vách tường toàn bộ sáng lên tinh thạch sáng lên, chỉ thấy từng khối màu trắng dùng làm chiếu sáng tinh thạch, toàn bộ nạm đính vào hai bên trên vách đá. Diệp Thần Phong theo cầu thang không ngừng đi xuống hành tẩu. Dọc theo đường đi không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Tại đi tới cầu thang dưới đáy sau, Diệp Thần Phong xuất hiện tại một gian phòng bên trong. Trong căn phòng này bày biện đầy đủ mọi thứ. Chỉ là trừ mặt trên thông xuống cầu thang ở ngoài, tại nơi này căn bản không nhìn thấy còn lại cửa ra. Bên trong căn phòng bày biện toàn bộ là dùng tảng đá khắc chế mà thành. Tại trong đó trên một chiếc bàn đá, có một cái lồi. Khởi địa phương. Bàn đá những nơi còn lại toàn bộ làm bằng phẳng, cái này lồi. Khởi địa phương vô cùng dễ thấy, cho nên Diệp Thần Phong liếc mắt liền thấy được. Đi tới trước bàn đá. Đưa bàn tay thận trọng đặt tại lồi. Khởi địa phương, phát hiện cái này lồi. Khởi địa phương là có thể ấn xuống. Trong đầu thần kinh căng thẳng cao độ, bàn tay chậm rãi đem trên bàn đá lồi. Khởi địa phương ấn xuống. Một màn ánh sáng đột nhiên từ trong bàn đá bắn ra ngoài, trôi nổi tại trong không khí, làm cho Diệp Thần Phong dưới chân bước chân không khỏi lui về phía sau. Từ trong bàn đá bắn ra đi ra ngoài màn ánh sáng không có khí tức nguy hiểm, chỉ là tại trong màn sáng hiện ra một bức cảnh tượng. Diệp Thần Phong nhìn ra trong màn sáng hiện ra cảnh tượng rõ ràng là vừa vặn quảng trường. Chỉ là bây giờ quảng trường nhiều hơn không ít người tu luyện. Xem ra gió kiếm cung bầu trời bản đồ đã khiến cho rất nhiều người tu luyện chú ý rồi, theo thời gian trôi đi, e sợ tiến vào nơi này người tu luyện hội càng ngày càng nhiều. Đương nhiên Diệp Thần Phong cũng từ trong màn sáng nhìn thấy quảng trường biến hóa, từng cái màu lửa đỏ thạch nhân toàn bộ là từ trên trời giáng xuống. Những này từ trên trời giáng xuống thạch nhân hẳn là vừa mới xuất hiện, trước đó Diệp Thần Phong tại trên quảng trường thời điểm. Toàn bộ quảng trường không có bất kỳ quái dị động tĩnh. Chẳng lẽ nói là hắn phá giải phía trên tàn cục, mới khiến cho trên quảng trường xuất hiện như thế động tĩnh. Diệp Thần Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong màn sáng hình ảnh. Có phần xuất phát từ hiếu kỳ đang không ngừng tới gần hạ xuống màu đỏ rực thạch nhân người tu luyện, bọn hắn tại hoàn toàn dựa vào gần rồi màu đỏ rực thạch nhân sau. Bọn hắn nỗ lực đưa tay ra muốn đặt tại thạch trên thân người cảm ứng một cái. Nhưng mà... Tại bàn tay của bọn họ vẫn không có chạm vào màu đỏ rực thạch nhân, chỉ thấy này từng cái màu đỏ rực thạch nhân. Thân thể của bọn họ bỗng nhiên động nảy lên, dữ tợn sắc mặt trở nên càng thêm đáng sợ, từ cổ họng của bọn hắn bên trong không ngừng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng nghẹn ngào. Đối mặt những kia muốn lấy tay đến cảm ứng người tu luyện, những này nhúc nhích lên màu đỏ rực thạch nhân, bọn hắn đột nhiên đã phát động ra công kích, này làm cho này đến gần người tu luyện toàn bộ là không ứng phó kịp. Thực lực đến nửa bước thần tôn cường giả cũng còn tốt, về phần tại nửa bước thần tôn bên dưới người tu luyện, thân thể của bọn họ toàn bộ đột nhiên không kịp chuẩn bị đều bị màu đỏ rực tảng đá bàn tay người cho đập bên trong. Nơi tay trưởng đập chúng người tu luyện đồng thời. Từ màu đỏ rực thạch bàn tay người bên trong chợt bộc phát ra một đạo chói mắt hào quang màu đỏ. Kèm theo chói mắt hào quang màu đỏ tỏa ra. Những kia được màu đỏ rực thạch nhân bàn tay đập chúng người tu luyện. Bọn hắn được đập trúng vị trí, chợt bắt đầu tại đã hòa tan. Hơn nữa hòa tan phạm vi đang nhanh chóng hướng về thân thể bọn họ bốn phía khuếch tán. A hát, a hát, a hát. Từng đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết ở trong không khí liên tục quanh quẩn. Phàm là đến nửa bước thần tôn cường giả, bọn hắn còn có thể ứng phó những này màu đỏ rực thạch nhân, thế nhưng nửa bước thần tôn trở xuống thực lực người tu luyện. Bọn hắn tại đây chút màu đỏ rực thạch đầu nhân trong tay cơ hồ là căn bản không đủ nhìn. Quan trọng nhất là giữa bầu trời hạ xuống màu đỏ rực thạch nhân không ở giảm bớt, trái lại tại không ngừng mà tăng cường. Từng cái dày đặc điểm sáng từ trên không trung không ngừng hạ xuống, tại dưới đáy người tu luyện trong tầm mắt nhanh chóng lớn lên. Toàn bộ trên quảng trường màu đỏ rực thạch nhân là càng ngày càng nhiều. Đối mặt rất nhiều màu đỏ rực thạch nhân liên thủ công kích. Coi như là đến nửa bước thần tôn cường giả, bọn hắn cũng bắt đầu luống cuống tay chân lên. Tại trong quá trình này, vẫn là không ngừng có người tu luyện xuất hiện ở đây mảnh trên quảng trường. Những kia được màu đỏ rực thạch nhân đập chúng sau đó thân thể nhanh chóng hòa tan người tu luyện. Bọn hắn cuối cùng cả người toàn bộ dung hóa thành một vũng máu. Dung hóa thành huyết thủy không có ở lại quảng trường mặt ngoài gạch đá thượng,
mà là thẩm thấu tiến vào gạch đá bên trong. Tại trên quảng trường không có để lại bất kỳ một tí ti vết máu, trong không khí cũng không có lưu lại bất kỳ một tia mùi máu tanh. Cái này thật sự là quá không bình thường rồi. Thân ở dưới nền đất bên trong căn phòng Diệp Thần Phong. Hắn thông qua trong màn sáng hình ảnh, đem trên quảng trường chuyện phát sinh nhìn đến nhất thanh nhị sở. Tiến vào nơi này người tu luyện phần lớn toàn bộ là đã bị chết ở tại màu đỏ rực thạch trong tay người, chỉ có phần nhỏ nửa bước thần tôn trở lên người tu luyện mới còn sống, lấy thực lực của bọn hắn đúng là có thể đối phó những này màu đỏ rực thạch nhân rồi, đem màu đỏ rực thạch nhân cho anh đánh nát bấy. Chỉ là nơi này màu đỏ rực thạch người quá nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng tăng nhanh, còn tiếp tục như vậy cho dù thực lực mạnh đến đâu người cũng sẽ bị dây dưa đến chết. Còn có ở nơi này đạp không mà đi thoát đi cũng không được, những người đá này toàn bộ hội đạp không mà đi. Chỉ có thể mạnh mẽ mở ra một con đường đến mới có thể rời đi. Kết quả là, những kia thực lực tại nửa bước thần tôn trở lên cường giả, bọn hắn nhanh chóng tại trên quảng trường mở đường. Hướng về ngoài sân rộng, hoặc là chung quanh quảng trường màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính lao đi rồi. Nhắc tới cũng kỳ, những này màu lửa đỏ thạch nhân. Bọn hắn thật giống bị hạn chế ở trên quảng trường, chỉ cần người tu luyện vừa thoát ly quảng trường phạm vi, những này màu đỏ rực thạch nhân lập tức sẽ bỏ qua truy kích. Diệp Thần Phong nhìn xem màn ánh sáng bên trong thảm thiết hình ảnh, người này nhất định ngược lại là cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Mới tiến vào nơi này không bao lâu, Diệp Thần Phong liền nhìn thấy thần tôn cảnh trung kỳ thù Khang Quang Vinh trực tiếp hóa thành cho tàn. Bây giờ lại nhìn thấy một cái người tu luyện tại trên quảng trường hòa tan, thậm chí cuối cùng liền huyết thủy cũng không có để lại. Phải biết những này thân thể hòa tan người tu luyện, rất nhiều đều là thần vương cảnh thực lực người A Hát. Thần vương cảnh thực lực người tuyệt đối không tính là người yếu rồi. Nhưng tại trên quảng trường những kia màu đỏ rực thạch trong tay người, thần vương cảnh thực lực người tu luyện còn thật sự không có chút nào đủ nhìn. Đối mặt trong màn sáng khốc liệt hình ảnh. Diệp Thần Phong rời đi ánh mắt, nhìn hướng gian phòng những nơi còn lại, hắn không thể ở nơi này ở lâu, hắn nhất định phải mau sớm rời đi nơi này có cái dám chó cơ duyên, quả thực là khắp nơi đều tràn đầy cực hạn sát cơ. Ánh mắt nhìn quét gian phòng bốn phía, muốn nhìn một chút có không hề rời đi nơi này còn lại lối ra, nếu như thực sự tìm không được, như vậy Diệp Thần Phong chỉ có thể lựa chọn đường cũ trở về rồi. Chỗ này trong phòng cũng tràn đầy quái lạ. Lúc trước Thánh Hỏa Tông người tại sao phải ở nơi này thiết lập như thế một cái dưới đất gian phòng? Gian phòng này khẳng định có sử dụng ý. Chương 2425, Phệ Tâm Trùng. Đem cảm ứng toàn bộ phóng ra ngoài. Bên trong căn phòng mỗi một địa phương đều không có buông tha. Nơi này tất cả thật giống không có bất kỳ đặc thù. Diệp Thần Phong ở trong phòng bốn phía trên vách tường nhẹ nhàng ấn lại. Muốn nhìn một chút ở trên vách tường phải chăng giấu giếm cơ quan. Ở bên trong phòng đi rồi một vòng, cũng không có quá lớn xuất hiện. Khi hắn muốn đường cũ trở về thời điểm, hắn ánh mắt nhìn về phía bàn đá chung quanh bốn tấm ghế đá. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Đi tới ghế đá trước, nỗ lực muốn đem ghế đá chuyển cách mặt đất, nhưng ghế đá dán thật chặt mặt đất, căn bản vô pháp chuyển lên. Muốn hướng về quẹo phải động ghế đá. Xuất hiện không cách nào chuyển động. Lại đi phía trái động ghế đá thời điểm, ghế đá được chuyển động, đem ghế đá chuyển động không cách nào nữa chuyển động sau. Diệp Thần Phong lại đem mặt khác ba loại ghế đá đi phía trái động đã đến cực hạn. Tại bốn tấm ghế đá toàn bộ được chuyển động cực hạn sau. Diệp Thần Phong bên phải trên vách tường xuất hiện một cái khe nhỏ. Két, 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 thanh âm không ngừng vang lên. Bên phải trên vách tường khe nhỏ tại không ngừng mà mở rộng, từ trung gian bắt đầu, vách tường tại hướng về hai bên từ từ rời đi. Cái cuối cùng thầm nghĩ xuất hiện tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt. Thầm nghĩ bên trong rất đen, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nếu như đường cũ trở về lời nói, muốn rời khỏi chân hỏa điện nhất định phải trải qua quảng trường, tại quảng trường có nhiều như vậy màu đỏ rực thạch nhân. Chịu đến nhiều như vậy thạch nhân công kích khẳng định cũng không dễ chịu. Yếu không nên tiến nhập này thầm nghĩ bên trong tìm tòi hư thực đâu này. Này thầm nghĩ bên trong hội có bao nhiêu nguy hiểm đâu này. Đang do dự chỉ chốc lát sau. Diệp Thần Phong vẫn là tiến vào thầm nghĩ bên trong. Lại đi tiến đường hầm sau.
trong đó là một cái rộng rãi thẳng tắp thông đạo, theo thông đạo một đường hướng phía trước hành tẩu. Càng đi về trước, thông đạo liền càng rộng rãi hơn, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, cả cái gì một chút thanh âm cũng không có. Trong chớp mắt, trong không khí quanh quẩn lên liên tục không ngừng tê tê âm thanh. Bởi vậy đồng thời, chỉnh cái thông đạo bên trong nháy mắt trở nên sáng ngời lên, thông đạo bốn phía vách tường toàn bộ là đặc thù vật liệu đá chế thành. Toàn thân hiện ra một loại màu trắng bạc, từ trong vách tường tràn ra ánh sáng dịu dịu. Diệp Thần Phong đã đi rồi cuối lối đi rồi, con đường phía trước lần thứ hai bị phong kín rồi, bên tai không ngừng vang vọng tê tê thanh âm, khiến hắn có một loại dự cảm xấu. Ánh mắt nhìn quét bốn phía, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên, tê tê âm thanh là tới từ ở trên đỉnh đầu. Chỉ thấy tại thông đạo đỉnh chóp, che kín từng cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ, rậm rạp chằng chịt. Khiến người ta ánh mắt làm không thích ứng, những này tê tê âm thanh toàn bộ là tới từ ở từng cái lỗ nhỏ bên trong. Tại đỉnh chóp bên trên, có một khối rõ ràng không giống với gạch đá, Diệp Thần Phong suy đoán khối này gạch đá hẳn là mở ra cơ quan, bằng không hắn hiện tại đã là đi tới cuối, không đường để đi rồi. Tại Diệp Thần Phong muốn đạp không mà lên, đi ấn vào đỉnh chóp khối này gạch đá thời điểm. Từng đợt tiếng bước chân vang vọng ở trong không khí. Rất nhanh sẽ có từng cái người tu luyện đi tới Diệp Thần Phong nơi này. Vừa vặn trên quảng trường người tu luyện hướng về phương hướng khác nhau thoát đi, có một ít người tu luyện tiến vào chính là chân hỏa điện, bọn hắn tự nhiên là cũng phát hiện chân hỏa trong điện ám môn. Tại thông qua ám môn tiến vào cái kia nhà đá sau. Bên trong thạch thất tàn cục lại bị Diệp Thần Phong phá giải, bọn hắn tự nhiên là có thể thuận lợi một đường đi xuống rồi. Những này tới chỗ này người tu luyện, thực lực kém nhất cũng là nửa bước thần tôn cường giả. Cả khuôn mặt bộ che giấu tại mũ trùm trong quỷ tôn, thình lình cũng đang trong những người này. Quỷ tôn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó trên người hắn nổi lên khí tức âm sâm, trước đó tại Dược Thánh Đường thời điểm, Diệp Thần Phong biểu hiện ra mạnh mẽ chế thuốc thiên phú. Cho nên hắn suy đoán Diệp Thần Phong đã nhận được một vị trí tôn luyện dược sư truyền thừa. Sau Dược Thánh Đường lão tổ không giải thích được lấy lòng Diệp Thần Phong, này làm cho quỷ tôn căn bản không có cơ hội động thủ. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Diệp Thần Phong, quỷ tôn tự nhiên là trong lòng vui mừng. Nhưng mà, tại quỷ tôn muốn không chút do dự bắt Diệp Thần Phong thời điểm. Đỉnh đầu truyền tới tê tê âm thanh càng thêm dày đặc rồi. Bỗng nhiên trong lúc đó, từng cái điểm sáng màu tím không ngừng từ đỉnh chóp lỗ nhỏ bên trong rơi xuống. Rậm rạp chẳng chịt nhiều vô số kể. Rất nhanh, Diệp Thần Phong cùng quỷ tôn đám người thấy rõ ràng toàn bộ những này điểm sáng màu tím diện mục chân thật. Những này điểm sáng màu tím chính là từng cái dường như Venona đồ vật, nhưng những thứ đồ này tuyệt đối không phải Venona, chỉ là cùng Venona có chút giống mà thôi. Tại những con trùng này không gãy xuống thời điểm. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh vội vàng nói, tiểu gia hỏa, đây là phệ tâm trùng. Chúng nó có thể chui vào người tu luyện trong cơ thể, thích nhất nuốt vào người tu luyện trái tim rồi, nếu như là gặp phải số ít phệ tâm trùng. Thần vương cảnh cường giả cũng có thể đem hắn giết chết, nhưng nơi này phệ tâm trùng nhiều lắm, e sợ thần tôn cảnh cường giả cũng quá chừng. Mau chút để Thanh Viêm đem người bao ở trong đó, phệ tâm trùng sợ nhất chính là thiên địa chi hỏa. Chỉ cần vừa gặp phải thiên địa chi hỏa, thân thể của bọn họ liền sẽ nhanh hòa tan. Nghe vậy. Diệp Thần Phong vội vã để Thanh Viêm bọc lại chính mình. Bây giờ Thanh Viêm đã là tứ sắc hỏa diễm rồi, nhiệt độ cũng tăng lên tới có thể đốt cháy chết thần vương cảnh trung kỳ. Tại Diệp Thần Phong được Thanh Viêm tứ sắc hỏa diễm cho bao trùm đồng thời. Quỷ tôn bỗng nhiên cảm thấy một loại hơi thở quen thuộc, một loại nguyên bản thuộc về hắn thiên địa chi hỏa khí tức, hắn mũ trùm bên trong thầm ánh mắt của người gắt gao như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Hắn từ trên người Diệp Thần Phong trong ngọn lửa cảm thấy một tia băng hỏa lam diễm khí tức. Hắn băng hỏa lam diễm là bị Diệp Thần Phong thiên địa chi hỏa cho thôn phệ. Hắn nhìn xem Diệp Thần Phong trên người tứ sắc hỏa diễm, quỷ tôn trong lòng là có nộ có thai. Hắn bây giờ đối với Diệp Thần Phong sát ý không ngừng nhanh kéo lên, Diệp Thần Phong ngày như vậy địa chi hỏa có thể so với hắn băng hỏa lam diễm đẳng cấp cao, đây chính là thứ thiệt tứ sắc hỏa diễm đây. Tiểu tử. Của ta băng hỏa lam diễm, nguyên lai là được ngươi cho thôn phệ. Quỷ tôn giận dữ hét. Tại quỷ tôn gào thét thời điểm.
từ lỗ nhỏ bên trong hạ xuống phệ tâm trùng, đang không ngừng tiếp cận dưới đáy người tu luyện. Diệp Thần Phong có thanh viêm bao phủ, những kia rơi xuống phệ tâm trùng tại hết khả năng rời xa Diệp Thần Phong. Nhưng nơi này côn trùng thực sự quá dày đặc, dường như côn trùng mưa bình thường vẫn có không ít côn trùng hướng về Diệp Thần Phong trên người rơi đi. Có thể tưởng tượng sẽ rơi xuống Diệp Thần Phong trên người phệ tâm trùng, chúng nó tại gặp phải thanh viêm sau đó rất nhanh ở trong không khí tan rã rồi, căn bản liền Diệp Thần Phong thân thể cũng không cách nào đụng phải. Về phần những người tu luyện khác sẽ không vận tốt như vậy. Từng cái phệ tâm trùng đang rơi xuống người tu luyện trên người sau đó chúng nó điên cuồng chui vào người tu luyện trong cơ thể, chúng nó có một loại cực độ sắc bén hàm răng, có thể nhẹ nhõm phá tan thần tôn đỉnh phong trở xuống người tu luyện nhục thân. Được từng cái rậm rạp chằng chịt phệ tâm trùng xuyên vào bên trong thân thể, ở đây người tu luyện trong cổ họng không ngừng xuất thống khổ tiếng kêu thảm thiết, bọn hắn điên cuồng vận chuyển trong cơ thể linh khí, muốn đem phệ tâm trùng bước ra thân thể, hoặc là trực tiếp đem phệ tâm trùng cho rào sát. Chương 2426, lẫn nhau giết điện. Người tu luyện trong cơ thể linh khí tuy nói có thể cắn giết, chui vào thân thể bọn họ trong phệ tâm trùng, thế nhưng chui vào thân thể bọn họ bên trong phệ tâm trùng nhiều lắm, có tới trên trăm đầu đến hơn 1000 đầu nhiều, hơn nữa còn tại người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng chui vào. Ở đây những người tu luyện này thực lực thấp nhất cũng đang nửa bước thần tôn, nhưng bọn họ căn bản không kịp giết chết xuyên vào trong người phệ tâm trùng rồi. Phệ tâm trùng đang điên cuồng hướng về người tu luyện trái tim bò sát mà đi. Đang bò đến người tu luyện trên trái tim thời điểm, chúng nó lợi dụng sắc bén hàm răng, điên cuồng nuốt chửng người tu luyện trái tim. Tại đem người tu luyện trái tim nuốt vào hoàn tất sau. Phệ tâm trùng từ nội bộ phá tan rồi người tu luyện ngực huyết nhục cùng da thịt, từ ngực của bọn họ bên trong nhanh chui ra. Tại chui ra ngực của bọn họ sau đó những này phệ tâm trùng nhảy nhảy lên, hướng về còn lại người tu luyện trong thân thể lần thứ hai chui vào. Quỷ tôn cả người bốc lên một loại màu máu đỏ linh khí, này cỗ màu máu đỏ linh khí ở trên người hắn phun. Mỏng, ở trên người hắn lượn lờ. Màu máu đỏ linh khí bên trong tràn đầy vô tận sát khí cùng mùi máu tanh, từ bên trên hạ xuống phệ tâm trùng cũng không dám tới gần, chúng nó cũng đang tận lực rời xa quỷ tôn. Chỉ có số ít phệ tâm trùng không tránh khỏi, quỷ tôn cũng có thể thong dong ứng đối rồi. Quỷ này tôn ngược lại là thật sự có mấy phần bản lĩnh. Được thanh viêm bao vây lấy thân thể Diệp Thần Phong, hắn không nghĩ tới băng hỏa lam diễm là quỷ tôn. Hắn hiện tại cũng không lo được nhiều lắm, có thanh viêm bảo vệ, phệ tâm trùng căn bản liền hắn một cọng tóc cũng không gây thương tổn. Không muốn ở chỗ này ở lâu. Diệp Thần Phong lập tức hướng về đỉnh chóp đạp không mà đi. Từ đỉnh chóp hạ xuống phệ tâm trùng sắp bị bao phủ Diệp Thần Phong thanh viêm tan rã. Trực tiếp đè xuống đỉnh chóp khối này gạch đá. Tại đè xuống gạch đá sau. Dưới đáy thông đạo bên trái vách đá rời đi. Diệp Thần Phong sắp rồi lướt vào rời đi vách đá bên trong, được thanh viêm bao phủ hắn hoàn toàn không thấy rậm rạp chằng chịt phệ tâm trùng. Khi tiến vào rời đi vách đá bên trong sau. Diệp Thần Phong đi tới một cái hung khí xâm xâm bên trong đại điện. Cung điện này không giống với lúc trước chân hỏa điện, toàn bộ đại điện cho người một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Tại bốn phía đại điện vách đá cùng trên mặt đất, phác họa một vài bức khủng bố máu tanh đồ án, khiến người ta phảng phất là đưa thân vào trong địa ngục. Tại bên trong cung điện giữa phía trước nhất mặt trên, mang theo một khối bảng hiệu, tại trên tấm bảng viết lẫn nhau giết điện này ba chữ lớn. Tại Diệp Thần Phong bước vào đại điện không bao lâu sau. Quỷ tôn cũng có chút chật vật tiến vào nơi này, ánh mắt của hắn lập tức lại như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Tuy rằng Diệp Thần Phong khí thế trên người tại thần vương cảnh trung kỳ, nhưng hắn quỷ tôn nhưng là đường đường thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực. Ở trong mắt hắn Diệp Thần Phong chả hoàn toàn không đáng chú ý. Quỷ tôn âm trầm âm thanh âm vang lên, tiểu tử, giữa chúng ta món nợ hẳn là yếu tính toán một chút đi nha. Ngoan ngoãn thanh ngươi thiên địa chi hỏa giao cho ta. Hay là ta có thể để ngươi chết khinh lỏng một chút? C.O.M. Diệp Thần Phong không có quá thanh quỷ tôn coi là chuyện to tát, lấy hắn thực lực hôm nay. Hắn lại lĩnh ngộ kiếm hồn hắc khóa, hắn muốn chiến thắng quỷ tôn hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Quỷ tôn nhìn thấy Diệp Thần Phong hoàn toàn không thấy hắn, lửa giận trong lòng thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Bỗng nhiên trong lúc đó,
lẫn nhau giết trong điện mặt đất không có dấu hiệu nào sáng ngời chuyển động. Hơn nữa lay động tần suất tại càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần Phong cùng Quỷ Tôn con mắt đồng thời ngưng lại, bọn hắn cảm giác toàn bộ lẫn nhau giết điện đang di động. Thật giống tại đi lên di động, này lẫn nhau giết điện nguyên bản hẳn là dưới mặt đất. Trong điện không ngừng chấn động. Tia sáng từ cửa lớn cùng trong cửa sổ chiếu vào. Diệp Thần Phong cùng Quỷ Tôn thông qua lẫn nhau giết điện không có khóa thượng cửa lớn, bọn hắn có thể xem đi ra bên ngoài cảnh tượng rồi. Trước đó ngoài cửa lớn là một mảnh đen như mực, bây giờ ngoài cửa lớn là một mảnh quảng trường. Không ít người tu luyện tại trên quảng trường giãy giụa, từng cái màu đỏ rực tảng đá, vẫn cứ tại từ bầu trời bên trong rơi xuống. Nơi này là trước đó tiến vào mảnh kia quảng trường. Lẫn nhau giết điện dĩ nhiên là từ quảng trường dưới đáy nhô ra. Bất quá, trên quảng trường màu đỏ rực thạch nhân, bọn hắn thật giống không nhìn thấy lẫn nhau giết điện như thế. Không có một cái thạch nhân hội bước vào lẫn nhau giết trong điện. Những khổ kia khổ giãy giụa người tu luyện, còn có đang không ngừng tiến vào nơi này người tu luyện, bọn hắn tại xuất hiện điểm này sau, bóng người nhanh hướng về lẫn nhau giết trong điện lướt đã tới. Lẫn nhau giết trong điện người tu luyện là càng tụ càng nhiều. Diệp Thần Phong trả ở trong đó nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, bọn hắn chính là Dược Thánh Đường Lão Tổ Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng. Bọn hắn khi biết gió kiếm cung biến hóa bên này sau, bọn hắn lợi dụng truyền tống trận đi thẳng tới nơi này, cho nên bọn hắn mới có thể nhanh như vậy xuất hiện. Tại Diệp Thần Phong nhìn thấy Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn thấy Diệp Thần Phong, trong lòng mặc dù đối với Diệp Thần Phong tràn đầy phẫn nộ, thậm chí muốn trực tiếp giết Diệp Thần Phong, nhưng bọn họ nhưng là nhận được Ngô gia cao nhất chỉ lệnh. Bọn hắn không dám đối Diệp Thần Phong động thủ. Ngược lại còn muốn đối Diệp Thần Phong cung kính rất nhiều. Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, Thường Bách Vũ mặt ngoài cười ha hả nói, Diệp Tiểu Hữu, ngươi cũng ở nơi đây a hát. Nguyên bản sẽ đối Diệp Thần Phong động thủ Quỷ Tôn, nhìn thấy nhiều như vậy người tu luyện tiến vào lẫn nhau giết điện, lại nhìn thấy Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh, thân ảnh của hắn lập tức núp ở trong góc. Theo tiến vào lẫn nhau giết điện người tu luyện càng ngày càng nhiều. Trong chớp mắt, có một đạo hào quang màu trắng thanh hai cái người tu luyện bao phủ trong đó, cái này hai cái thực lực của người tu luyện đều tại nửa bước thần tôn tầng thứ, bọn họ là một đôi huynh đệ. Hai cái này nửa bước thần tôn lão đầu được ánh sáng màu trắng bao phủ sau. Từ lẫn nhau giết trong điện vang lên một thanh âm, lẫn nhau giết điện, chỉ có vào chứ không có ra. Phàm là được thánh lồng ánh sáng bao phủ hai người, chỉ có một người có thể sống rời đi, thánh quang thời gian duy trì vì một nén nhang, tại một nén nhang bên trong không cách nào có kết quả, hai người toàn bộ chết ở thánh quang bên trong. Âm thanh này hẳn là đã sớm ở lại lẫn nhau giết trong điện, bởi vì tiến vào nhiều người như vậy, chạm vào nơi này một loại nào đó cơ quan, mới khiến cho lưu lại âm thanh ở nơi này vang lên. Được ánh sáng màu trắng bao phủ hai cái nửa bước thần tôn lão đầu. Bọn hắn nhưng là anh em ruột, chỉ có một người có thể sống rời đi thánh quang. Hơn nữa tại một nén nhang bên trong nhất định muốn có kết quả. Đây không phải yếu để cho bọn họ tàn sát lẫn nhau sao? Bọn hắn căn bản không làm được. Tại lẫn nhau giết trong điện thanh âm vang lên sau đó tất cả tu luyện người đều trầm mặc lại. Nằm ở thánh quang bên trong hai tên nửa bước thần tôn lão đầu, bọn hắn tại liếc nhau một cái sau. Bọn hắn muốn đồng thời phá tan bao phủ bọn hắn thánh quang. Nhưng bọn họ dù như thế nào cũng không cách nào phá tan. Theo thời gian từ từ trôi qua. Thời gian một nén nhang đã đến. Màu trắng thánh quang bên trong phun trào lên mãnh liệt vô cùng năng lượng. Những năng lượng này trong nháy mắt bao phủ thánh quang bên trong hai cái nửa bước thần tôn lão đầu. Hai tiếng. Hai người bọn họ thân thể tại thánh quang bên trong lập tức nổ tung thành hai luồng huyết vụ. Lẫn nhau giết điện. Đây là muốn khiến người ta tàn sát lẫn nhau ý tứ sao? Chẳng trách nơi này yếu đặt tên là lẫn nhau giết điện. Chương 2427, trùng hợp. Tại hai tên nửa bước thần tôn lão đầu thân thể dồn dập tại thánh quang bên trong nổ tung sau. Lẫn nhau giết trong điện người tu luyện, bọn hắn trong con ngươi lộ ra sợ hãi. Lưu lại nơi này lẫn nhau giết trong điện, còn không bằng ở bên ngoài trên quảng trường đối phó màu lửa đỏ thạch nhân đây. Kết quả là, tỉnh hồn lại rất nhiều người tu luyện, bóng người nhanh chóng hướng về lẫn nhau giết ngoài điện lao đi.
ầm, một tiếng. Hướng tại vị trí thứ nhất một tên thần tôn cảnh trung kỳ cường giả, tại thân ảnh của hắn muốn xông ra cửa ra vào trong nháy mắt, hắn giống như là đánh vào một luồng vô hình năng lượng bên trên, nguồn năng lượng này trực tiếp thanh thân thể của hắn bắn về lẫn nhau giết trong điện. Còn lại người tu luyện cũng dồn dập thử nghiệm, nhưng lẫn nhau giết điện chỗ cửa lớn, chính là được một nguồn sức mạnh vô hình cho phong bế ở, muốn phá vỡ nguồn sức mạnh này, tối thiểu yêu cầu thần tôn cảnh đỉnh phong cường giả. Mà ở chàng căn bản không có một người là đến thần tôn cảnh đỉnh phong. Tại rất nhiều người muốn rời khỏi lẫn nhau giết điện thời điểm. Chỉ thấy màu trắng thánh quang lại bao phủ lại hai người. Lần này bao phủ lại hai người, thực lực phân biệt tại thần tôn cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, hai người này chính là kết giao thâm hậu lão hữu, bọn họ là từng người trong tông môn lão tổ. Lẫn nhau giết cửa điện sức mạnh vô hình cũng không phá ra được. Thấy thánh quang lần thứ hai bao phủ lại hai người, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến thánh quang bên trong. Được bao phủ lại hai người này, trong đó thân mặc áo lam lão đầu thực lực tại thần tôn cảnh sơ kỳ, thân mặc áo xanh lão đầu thực lực tại thần tôn cảnh trung kỳ. Được bao phủ tại thánh quang bên trong sau. Lam y lão giả cùng ông lão mặc áo xanh cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong đó Lam y lão giả nói, Vương huynh, chúng ta đã từng nhưng là cùng đồng sinh cộng tử. Không biết hoạn nạn qua bao nhiêu lần, yếu để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, quả thực là hoang đường cực kỳ, chúng ta cùng đi thử phá tan này cái gọi là thánh quang. Ông lão mặc áo xanh tự nhiên cũng là gật gật đầu, không sai. Khương huynh, chúng ta cùng đi phá tan này thánh quang. Trong khi nói chuyện, Lam y lão giả cùng ông lão mặc áo xanh đem hết toàn lực công kích bao phủ bọn hắn thánh quang, có thể theo thời gian từ từ chuyển rời. Tung khiến cho bọn họ sử dụng hết thảy chiêu số, bọn hắn cũng chỉ có thể làm cho thánh quang nổi lên một điểm gợn sóng mà thôi. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một nén nhang hạn định thời gian sắp đến. Lam y lão giả thở dài, nói, Vương huynh, xem ra chúng ta là không cách nào phá mở này thánh quang rồi. Ông lão mặc áo xanh nói ra, không tới thời khắc cuối cùng, chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Vương huynh nói không sai. Ta tiếp tục đến phá tan này thánh quang. Tại Lam y lão giả xoay người tiếp tục yếu thử nghiệm phá tan thánh quang thời điểm. Ông lão mặc áo xanh đem trong cơ thể khí thế tăng lên tới cực hạn, một chưởng trực tiếp vỗ vào Lam y lão giả phía bên trên đầu. Ầm, một tiếng. Lam y lão giả chỉ cảm thấy đầu đau xót, còn không chờ hắn đem đầu quay tới, hắn chỉnh cái đầu liền ở trong không khí nổ tung rồi. Tại Lam y lão giả sau khi chết. Bao phủ thánh quang quả nhiên là biến mất rồi. Ông lão mặc áo xanh bình an vô sự từ thánh quang bên trong đi ra. Bước ngoặt sinh tử. Đã từng cái gọi là giao tình tính là gì? Này chỉ sợ sẽ là bản tính của con người. Đang nhìn đến ông lão mặc áo xanh tại thánh quang bên trong giết Lam y lão giả sau, ở đây còn lại thần kinh người trong nháy mắt căng thẳng lên. Diệp Thần Phong lông mày là càng nhăn càng chặt. Rất nhanh. Thánh quang lần thứ hai lại đem hai tên người tu luyện bao phủ trong đó, kế tiếp thánh quang bên trong là chém giết không ngừng. Căn cứ Diệp Thần Phong quan sát, thánh lồng ánh sáng bao phủ hai người đều là tùy cơ, đang bị thánh lồng ánh sáng bao phủ sau đó hai người sẽ bị thánh quang bên trong sức mạnh đẩy lên đồng thời, mà thánh quang cũng sẽ sáp nhập lên. Phàm là tại thánh quang bên trong đem một người khác cho giết chết, tối sau quả nhiên cũng có thể bình an từ thánh quang bên trong đi ra. Từng đôi người tu luyện tại thánh quang bên trong tàn sát lẫn nhau. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo thánh quang đem Diệp Thần Phong cùng Quỷ Tôn cho bao phủ lại rồi, trong đó sức mạnh đem hai người bọn họ đẩy đến cùng một chỗ. Được bao phủ tại thánh quang bên trong. Quỷ Tôn nhìn thấy hắn muốn giết chết chính là Diệp Thần Phong sau, hắn che giấu tại mũ trùm trong khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn. Tất cả những thứ này quá trùng hợp rồi, quả thực là chuẩn bị cho hắn. Vừa vặn tại từng cái người tu luyện tiến vào lẫn nhau giết bọc hậu, hắn không dám đối với Diệp Thần Phong động thủ. Trái lại co vào lẫn nhau giết điện bên trong góc, hoàn toàn là bởi vì Dược Thánh Đường lão tổ Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng, hắn không có biết rõ Diệp Thần Phong cùng hai cái này lão đầu quan hệ. Hắn nhưng không đối phó được Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng liên thủ. Bây giờ hắn và Diệp Thần Phong đơn độc bao phủ tại Thánh Quang bên trong, không có ai có thể nhúng tay hắn và Diệp Thần Phong chuyện rồi. Cho dù Diệp Thần Phong thật cùng Dược Thánh Đường hai vị lão tổ có ẩn núp to lớn quan hệ, nhưng được bao phủ tại thánh quang bên trong không phải Diệp Thần Phong chết,
chính là hắn chết, hắn tự nhiên là không muốn chết được rồi. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Quỷ Tôn bao phủ lại với nhau, trong lòng bọn họ là liên tục cười lạnh, bọn hắn một mực không kịp chờ đợi yếu Diệp Thần Phong chết, chỉ là xuất phát từ Ngô gia cao nhất chỉ lệnh ràng buộc. Bọn hắn căn bản không dám đối với Diệp Thần Phong có chỗ bất kính, chớ nói chi là đối Diệp Thần Phong động thủ. Hiện tại Diệp Thần Phong cùng Quỷ Tôn được bao phủ ở Thánh Quang bên trong. Ở đây lại có nhiều như vậy người tu luyện làm chứng, cho dù Diệp Thần Phong chết rồi. Cuối cùng cũng không trách được bọn hắn trên đầu. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng liếc nhìn nhau, từ trong con ngươi của bọn họ có thể thấy được mừng rỡ. Này Thánh Quang phải không cách trở truyền âm. Thường Bách Phú đơn độc cho Diệp Thần Phong truyền âm, tiểu tử, đây chính là của ngươi báo ứng, hôm nay không có ai có thể cứu được ngươi, tới đất đi xuống bồi tiếp đồ nhi của ta đi. Dư Minh Tùng cũng cho Diệp Thần Phong truyền âm, cũng không nên tại Quỷ Tôn trong tay chết quá nhanh rồi, chúng ta còn muốn nhìn ngươi kéo dài hơi tàn dãy giụa, chúng ta hội ở một bên hảo hảo thưởng thức. Hai người bọn họ nhưng không có chút nào biết Diệp Thần Phong cụ thể sức chiến đấu đến cái tình trạng gì. Trong đầu vang lên Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng truyền âm, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, hắn đã sớm biết hai cái này lão đầu một mực không cam lòng, xem ra sớm muộn yếu tìm một cơ hội, đem hai cái này lão đầu cho giải quyết triệt để rồi. Quỷ Tôn đồng dạng là không rõ ràng Diệp Thần Phong cùng Dược Thánh Đường hai vị lão tổ quan hệ vi diệu, cho nên hắn không có trực tiếp mở miệng, hắn cũng là lựa chọn truyền âm phương thức, đem thanh âm của mình trực tiếp truyền vào Diệp Thần Phong trong đầu. Xem ra liền ngay cả ông trời đều đứng ở bên ta, ngươi nhất định phải chết tại ta Quỷ Tôn trong tay. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ngươi thiên địa chi hỏa một lần nữa nhận ta làm chủ nhân, lại đem ngươi biết kinh nghiệm chế thuốc toàn bộ truyền đưa cho ta, như vậy có thể để cho ngươi sống một nén nhang. Tại thời gian một nén nhang sắp đến thời điểm, ta lại trực tiếp cho ngươi một cái sảng khoái, thế nào? Thánh quang bên trong đã hạn chế pháp tắc không gian. Diệp Thần Phong không cách nào câu thông hỗn độn chiếc nhẫn, trước đó thi triển kiếm hồn hắc khóa bạch cốt kiếm, cũng để vào hỗn độn trong chiếc nhẫn rồi, hắn bây giờ chỉ có thể dùng được sau lưng dì xét loang lổ thanh vân kiếm ứng phó rồi. Tuy nói thanh vân kiếm thi triển kiếm hồn hắc khóa power yếu thấp một ít, nhưng là tuyệt đối là không thể khinh thường được rồi. Chương 2428, Thuế Biến, Di Hình Hoán Ảnh. Diệp Thần Phong đem trên lưng thanh vân kiếm nắm trong tay. Trên người thần vương cảnh trung kỳ thật khí thế bốc hơi mà lên. Quỷ Tôn lần thứ hai truyền âm cho Diệp Thần Phong, thật là một không tự lượng sức tiểu tử, ngươi đã không muốn thoải mái chết, như vậy bản tôn sẽ tác thành ngươi. Một tầng lại một tầng màu đen linh khí tại Quỷ Tôn trên người lượn quanh. Lẫn nhau giết trong điện người tu luyện, những kia thông qua chém giết người còn sống sót, bọn họ là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, về phần những kia vẫn không có trải qua chém giết. Thần kinh của bọn họ một mực nằm ở căng thẳng trạng thái, bất quá, trước mắt tất cả mọi người tạm thời là được thánh quang bên trong chém giết hấp dẫn, dưới cái nhìn của bọn họ trận này chém giết kết quả rất rõ ràng rồi. Một cái thần vương cảnh trung kỳ cùng một cái thần tôn cảnh sơ kỳ, thực lực như vậy cách biệt cách xa chém giết, bọn hắn tự nhận là cho dù dùng cái mông muốn cũng có thể nghĩ đến kết quả. Được màu trắng thánh lồng ánh sáng bao phủ Diệp Thần Phong cùng Quỷ Tôn, bao phủ diện tích vẫn tính khá lớn. Cho nên bọn hắn có đầy đủ chiến đấu không gian. Diệp Thần Phong không muốn làm trễ nãi thời gian, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trong cơ thể bất khuất kiếm ý lập tức vận chuyển, màu đen xiềng xích hư ảnh tại thanh vân kiếm cùng sau lưng của hắn hiện lên. Bên người không thể cảm giác được một chiêu này bên trong bất kỳ khí thế, coi như là đối kiếm ý tinh thông người, tại không có lĩnh ngộ kiếm hồn dưới tình huống. Bọn hắn cũng không cách nào khẳng định Diệp Thần Phong thi triển chính là thập giai kiếm ý bên trên kiếm hồn. Nhưng mà, tại lẫn nhau giết điện bên phải trong góc, có một tên thân mặc trường bào màu trắng thanh niên. Tên thanh niên này tướng mạo tuấn lãng, màu da trắng nón, trên người có một loại khí thế coi rẻ thiên hạ, cùng chu vi có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Hắn cái kia gợn sóng không khỏi trong con ngươi nổi lên một tầng gợn sóng, trong miệng nhẹ giọng nói lầm bầm kiếm hồn. Không nghĩ tới đây còn có lĩnh ngộ kiếm hồn người, lấy hắn khí tức trên người, tuổi của hắn hẳn là sẽ không quá lớn, thật là có điểm ý tứ, nhưng đối thủ của hắn chỉ sợ cũng không đơn giản, tuy nói là thần tôn cảnh sơ kỳ, nhưng khí tức trên người tà tính vô cùng. Ở đây ai cũng không có đi chú ý thanh niên này, dù sao thanh niên này cũng chỉ có nửa bước thần tôn thực lực.
Về phần thanh niên này cụ thể tuổi tác nhiều đến bao nhiêu? Cái kia liền không được biết rồi. Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân kiếm đã hướng về quỷ tôn nhanh chóng vung ra ngoài. Kiếm hồn hắc khóa. 50 đến 60 căn màu đen xiềng xích hiện lên, hướng về quỷ tôn bạo hướng mà lên, ở trong không khí tùy ý bay lượn, đem quỷ tôn có thể tránh né phương hướng toàn bộ phong tỏa ngăn cản rồi. Quỷ tôn bàn tay cũng liên tiếp thi triển các loại chiêu thức. Nhưng trước sau không cách nào hủy diệt kéo tới này từng cây màu đen xiềng xích. Oanh! Một tiếng, này từng cây màu đen xiềng xích từ bốn phương tám hướng đột nhiên đem quỷ tôn cho quấn chặt lấy rồi. Tại đem quỷ tôn quấn chặt lấy trong nháy mắt, từng cây màu đen xiềng xích bên trong, bạo phát ra cực hạn kiếm ý, cực hạn kiếm khí cùng cực hạn thật khí thế. Quỷ tôn quần áo trên người nhanh chóng được nát tan, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương lập tức xuất hiện. Kiếm hồn hắc khóa lực xoắn, mắt thấy phải đem quỷ tôn cắn giết thành một vũng máu xương mù rồi. Thánh quang bên ngoài người tu luyện thấy cảnh này, bọn hắn sắc mặt đều không giống nhau. Tình cảnh này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đặc biệt là lợi dụng truyền âm cùng Diệp Thần Phong ngả bài Thường Bách Vũ cùng Dư Minh Tùng, hai người bọn họ sắc mặt khỏi nói có khó coi. Tại kiếm hồn hắc khóa bên trong yếu bùng nổ ra cực hạn sức mạnh lúc. Quỷ tôn trên người nổi lên nhất cổ kỳ lạ chấn động, từ hắn trên người tán phát ra màu đen linh khí càng nhiều hơn cùng nồng nặc. Di hình hoán ảnh. Một tiếng, tại kiếm hồn hắc khóa cắn giết dưới, được quấn chặt lấy quỷ tôn. Trực tiếp ở trong không khí bạo liệt ra, cũng không có huyết phụ tràn ngập ở trong không khí. Kiếm hồn hắc khóa chỗ cắn giết chỉ là quỷ tôn một đạo linh khí ảo ảnh. Còn chân chính quỷ tôn, thân thể của hắn chuyển đến bên phải, hoàn toàn thoát ly kiếm hồn hắc khóa quấn quanh. Này di hình hoán ảnh chính là quỷ tôn tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh chiêu thức. Đang bị một loại nào đó sát chiêu công kích được lúc, không cách nào chống đối hoặc là không cách nào đúng lúc chạy trốn. Như vậy liền chỉ có thể thi triển di hình hoán ảnh rồi. Một chiêu này có thể mang bản thể của hắn rời đi đi ra, tại chỗ cũng chỉ lưu lại một đạo linh khí ảo ảnh. Chỉ bất quá, một chiêu này di hình hoán ảnh, tại trong vòng một ngày chỉ có thể thi triển 6 lần, một khi thi triển đầy, liền muốn đến ngày thứ 2 mới có thể tiếp tục thi triển. Một chiêu này di hình hoán ảnh tuy nói có thể rời đi bản thể, nhưng vừa vặn quỷ tôn cũng cảm giác quá rồi, thánh quang cực kỳ đặc thù. Thân thể của hắn không cách nào dựa vào di hình hoán ảnh được rời đi xuất thánh quang chỗ phạm vi bao phủ. Tuy nói bản thể được rời đi đi ra, nhưng quỷ tôn quần áo trên người vỡ vụn không ít, che giấu đi hắn bộ mặt mũ trùm cũng bị lúc trước kiếm khí cùng kiếm ý vỡ vụn. Bộ mặt không có mũ trùm che giấu, chỉ thấy quỷ tôn cả khuôn mặt vô cùng kinh khủng, trên mặt che kín từng khối lồi. Khởi màu đen mụn nhọt, hai con mắt hiện ra làm người ta sợ hãi màu xanh lục. Căn bản cũng không như là một cái nhân loại người tu luyện rồi. Lợi dụng di hình hoán ảnh đem bản thể của mình rời đi đi ra ngoài quỷ tôn, hắn không có làm bất kỳ một tia dừng lại, hắn lửa giận trong lòng nghiễm nhiên là thiêu đốt đã đến cực hạn, nếu như hắn sẽ không di hình hoán ảnh lời nói, như vậy hắn vừa vặn tuyệt đối là đã chết tại Diệp Thần Phong trên tay rồi. Hắn vẫn là quá nhỏ nhìn Diệp Thần Phong, tiểu tử này sức chiến đấu rõ ràng cũng cường hãn như thế. Quỷ tôn trước mắt không có tâm tình chậm rãi dằn vặt Diệp Thần Phong, quay đầu lại nếu như lật thuyền trong mương, như vậy liền thật sự muốn cho người cười đến rụng răng. Cho nên, đang sử dụng di hình hoán ảnh thoát ly kiếm hồn hắc khóa quấn quanh sau, thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong lao đi. Diệp Thần Phong rõ ràng cũng không nghĩ tới quỷ tôn còn có một chiêu như thế. Đối mặt quỷ tôn nhanh chóng công kích, Diệp Thần Phong phản ứng chậm một giây đồng hồ. Hắn theo bản năng đem dùng Thanh Vân kiếm đi chống đối quỷ tôn công kích. Một tiếng, một con bàn tay màu đen ấn trực tiếp đánh vào Thanh Vân kiếm thượng. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân đột nhiên lui về phía sau 5 bước, nắm Thanh Vân kiếm thủ trưởng trong nháy mắt nứt toác ra từng đạo vết thương. Ấm áp máu tươi từ trong vết thương chảy xuôi mà ra, rất nhanh thấm ướt Thanh Vân kiếm chuôi kiếm, đồng thời tại chiều Thanh Vân kiếm thân kiếm chảy xuôi mà đi. Kế tiếp. Quỷ tôn căn bản không cho Diệp Thần Phong thi triển kiếm hồn hắc khóa thời gian. Không ngừng đối Diệp Thần Phong triển khai tấn mãnh công kích. Mà tại trong quá trình này, Diệp Thần Phong nắm Thanh Vân kiếm bàn tay phải thượng, nứt toác vết thương là càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, tiên huyết một mực không ngừng chảy ra. Ở đây ai cũng không có phát hiện, thậm chí là Diệp Thần Phong cũng không có, chỉ thấy nguyên bản dỉ xét loang lổ Thanh Vân kiếm, bên trên dỉ xét đang chậm rãi một chút xíu bóc ra.
Từ khi lúc trước thu được Thanh Vân kiếm sau, này Thanh Vân kiếm một mực nằm ở rỉ sét loang lổ trạng thái, chưa từng xảy ra bất kỳ thay đổi nào, cũng không cách nào phán đoán ra Thanh Vân kiếm đã tới cái gì phẩm bậc. Bây giờ Thanh Vân kiếm rốt cuộc tại sản sinh một loại lột xác rồi. Trên thân kiếm rỉ sét loang lổ bóc ra càng lúc càng nhanh, chỉnh thanh Thanh Vân kiếm sắp lộ ra nó nguyên bản mặt lộ vẻ đến rồi. Từng tia sắc bén, từ từ chậm rãi ở trong không khí lan tràn. Chương 2429, một kiếm, kẻ ác có ác báo. Lúc trước thu được Thanh Vân kiếm thời điểm, Lão Bạch cùng Lão Hắc suy đoán Thanh Vân kiếm nhiều nhất chỉ là bảo khí mà thôi. Bây giờ nhiều như vậy tháng ngày đi qua, Thanh Vân kiếm thân kiếm một mực nằm ở rỉ sét loang lổ trạng thái. Từ đầu đến cuối không có lộ ra nó diện mạo thật sự. Giờ khắc này, Thanh Vân kiếm thượng rỉ sét loang lổ lại đang nhanh chóng như vậy bóc ra rồi. Theo trên thân kiếm rỉ sét càng bóc ra càng nhiều, Diệp Thần Phong từ từ cảm thấy trong tay Thanh Vân kiếm biến hóa. Rỉ sét chậm rãi bóc ra sau. Thân kiếm hiện ra một loại nồng nặc màu xanh, tại trên thân kiếm khắc họa từng đạo màu đỏ ký hiệu. Thanh Vân kiếm toàn bộ tại khôi phục hình dáng cũ thân kiếm, cho người một loại cực kỳ cảm giác quái dị, từ bên trên tản ra ý lạnh đến tận xương tủy, đồng thời ở đây những người còn lại cũng rốt cuộc chú ý tới Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân kiếm biến hóa. Đứng ở lẫn nhau giết điện bên phải trong góc áo bào trắng thanh niên, con mắt của hắn hơi híp lại, con mắt chăm chú như ngừng lại Thanh Vân kiếm bên trên, trong con ngươi của hắn lóe lên một loại nào đó ánh sáng. Thánh quang bên trong, quỷ tôn công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Thần Phong nắm Thanh Vân kiếm thủ trưởng máu tươi chảy xuôi cũng càng ngày càng nhiều, tiên huyết không ngừng thẩm thấu Thanh Vân kiếm thân kiếm. Rốt cuộc trên thân kiếm rỉ sét toàn bộ bóc ra rồi. Trong nháy mắt này, Diệp Thần Phong cùng Thanh Vân kiếm trong lúc đó có một loại huyết mạch quán thông cảm giác, phảng phất Thanh Vân kiếm đã trở thành một phần của thân thể hắn. Trên thân kiếm màu đỏ ký hiệu lấp lóe. Hào quang màu xanh cùng hào quang màu đỏ đồng thời tại Thanh Vân kiếm thượng tỏa ra. Màu xanh cùng màu đỏ lẫn nhau làm nổi bật. Lộ ra nguyên bản diện mạo Thanh Vân kiếm, bên trong thật khí thế vẫn không có tản mát ra. Nhưng Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, lúc trước ta là nhìn lầm, này Thanh Vân kiếm căn bản không phải bảo khí, là thứ thiệt tiên khí, hơn nữa không phải cấp thấp nhất tiên khí. Tại Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên thời điểm, quỷ tôn công kích nhưng vẫn là không có đình chỉ, thậm chí là trở nên càng thêm dày đặc. Diệp Thần Phong khi nghe đến Lão Hắc lời nói sau, hắn không chút do dự đem linh khí truyền vào Thanh Vân kiếm bên trong. Tại đem linh khí truyền vào Thanh Vân kiếm trong nháy mắt. Chỉnh thanh Thanh Vân kiếm như cùng một cái động không đáy, không ngừng lấy ra Diệp Thần Phong bên trong thân thể linh khí. Theo linh khí truyền vào hoàn toàn lột xác Thanh Vân kiếm bên trong. Oanh! Một tiếng. Chỉnh thanh Thanh Vân kiếm bên trong bùng nổ ra hào quang màu xanh cùng hào quang màu đỏ. Hoàn toàn đem toàn bộ thánh quang bên trong không gian cho tràn ngập đầy. Vô cùng vô tận sắc bén. Từ Thanh Vân kiếm bên trong bắn ra, thánh quang bên trong không gian được cắt từng cái vết xước, thậm chí là bao phủ thánh quang thượng cũng xuất hiện sợi tóc vậy đường vân nhỏ. Toàn bộ bao phủ thánh quang là không ngừng nhộn nhạo. Chính liên tục đối Diệp Thần Phong triển khai dày đặc công kích quỷ tôn, tại Thanh Vân kiếm bên trong vô cùng vô tận sắc bén bạo phát trong nháy mắt. Thân thể hắn chỉ có thể chợt lui mà đi. Trong tầm mắt toàn bộ là màu xanh cùng hào quang màu đỏ, thánh quang bên trong tất cả cảnh tượng toàn bộ nhìn không rõ rồi. Đợi đến nồng nặc hào quang màu xanh các loại hào quang màu đỏ chậm rãi thối lui. Chỉ thấy thánh quang bên trong. Diệp Thần Phong bên trong thân thể bất khuất kiếm ý một lần nữa vận chuyển, bên trong thân thể của hắn linh khí một mạch toàn bộ rót vào đã đến Thanh Vân kiếm bên trong, một cái cực kỳ to lớn. Thô, tráng màu đen xiềng xích hư ảnh, tại Thanh Vân kiếm thượng đột nhiên hiện lên. Đồng thời Diệp Thần Phong sau lưng cũng hiện lên từng cây to lớn màu đen xiềng xích hư ảnh. Diệp Thần Phong bốn phía trở nên bình tĩnh lại, Thanh Vân kiếm bên trong tản ra vô cùng vô tận sắc bén, cũng nội liếm tiến vào trong thân kiếm. Bình tĩnh này một màn quả thực quỷ dị. Kiếm hồn hắc khóa. Oanh, oanh, oanh. Thanh Vân kiếm hướng về quỷ tôn vung ra. Từng cái to lớn màu đen xiềng xích bỗng dưng ngưng tụ, lấy bây giờ Thanh Vân kiếm thi triển kiếm hồn hắc khóa. Ổ khóa này độ dài cùng thô,
độ toàn bộ là tăng lên trên diện rộng. Từng cây màu đen xiềng xích có tới 500 cây cùng 600 cây khoảng chừng. Dùng trước dì xét loang lổ thanh vân kiếm thi triển kiếm hồn hắc khóa, chỉ có thể bỗng dưng hiện lên 50 cái đến 60 căn màu đen xiềng xích. Bây giờ dùng rút đi dì xét thanh vân kiếm thi triển, hiện lên màu đen xiềng xích số lượng trọn vẹn tăng lên gấp 10 lần có thừa, hơn nữa xiềng xích power cũng tăng lên không ít. Này mấy trăm căn màu đen xiềng xích hướng về quỷ tôn nhanh chóng đánh tới. Toàn bộ thánh quang bên trong, ngoại trừ Diệp Thần Phong chỗ đứng ở địa phương, toàn bộ được màu đen xiềng xích cho che kín. Quỷ tôn liền liền thi triển di hình hoán ảnh không gian cũng không có. Trơ mắt nhìn từng cây màu đen xiềng xích lướt đi tới, những này màu đen xiềng xích không có tại quấn chặt lấy quỷ tôn rồi. Tại mỗi một cái màu đen xiềng xích đỉnh chóp xuất hiện một cái sắc bén gai nhọn. Từng cây màu đen xiềng xích nhanh chóng hướng về quỷ tôn mặc trên người thấu, cơ hồ là không hề cách trở phá tan rồi quỷ tôn linh khí phòng hộ. Xì xì, xì xì, thanh âm không ngừng vang lên. Quỷ tôn trên người bị xuyên thủng từng cái lỗ máu, hắn lập tức liên tục thi triển di hình hoán ảnh. Đáng tiếc, bây giờ thánh quang bên trong đều bị màu đen xiềng xích cho tràn ngập, cho dù hắn muốn phải dựa vào di hình hoán ảnh tiếp cận Diệp Thần Phong. Điều này cũng hầu như là không thể nào. Tại trong vòng một ngày chỉ có thể thi triển 6 lần di hình hoán ảnh. Rất nhanh, 6 lần di hình hoán ảnh toàn bộ tiêu hao hết. Tại không có di hình hoán ảnh sau. Màu đen xiềng xích là điên cuồng xuyên thấu quỷ tôn thân thể, tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ cổ họng của hắn bên trong phát ra. Quỷ tôn con người chết nhìn chòng chọc Diệp Thần Phong, trong miệng muốn nói chuyện, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm đến rồi. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt, kèm theo màu đen xiềng xích không ngừng xuyên thấu quỷ tôn, đầu của hắn tự nhiên cũng là được xuyên thấu được rồi. Lần lượt xuyên thấu, trực tiếp để quỷ tôn ở trong không khí biến thành một vũng máu sương mù. Quỷ tôn chết rồi, bao phủ Diệp Thần Phong thánh quang biến mất rồi. Không ngừng xuyên thấu quỷ tôn màu đen xiềng xích cũng chậm chậm biến mất rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm lập tức lại tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên. Tiểu tử, xem ra này thanh vân kiếm tối thiểu nhất là trung đẳng tiên khí rồi, rất đại nạn độ tiếp cận cao đẳng tiên khí rồi. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, bọn hắn trước đó hoàn toàn không nghĩ tới hội là kết quả như thế. Dược Thánh Đường lão tổ Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng, hai người bọn họ lông mày chăm chú nhíu lại, bọn hắn trước đó nhưng là dùng truyền âm cùng Diệp Thần Phong ngả bài được rồi, ai biết quỷ tôn không có giết chết Diệp Thần Phong. Trái lại được Diệp Thần Phong cho giết chết. Tại hai người bọn họ tâm thần không yên thời khắc. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người bọn họ đồng thời được thánh quang cho bao phủ lại rồi. Được thánh lồng ánh sáng bao phủ trong nháy mắt. Sắc mặt của bọn họ đột nhiên kịch biến, ánh mắt cùng nhìn nhau, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn chỉ có một người có thể sống rời đi thánh quang bên trong. Chính là kẻ ác có ác báo. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng chỉ là trầm mặc lẫn nhau nhìn đối phương, trên thế giới này có ai là ưa thích chết. Tại sinh tử trước mặt, nhân tính bộ mặt thật liền hội lộ ra rồi, có lúc coi như là người thân nhất, đang đối mặt sinh chết thời điểm, toàn bộ là ích kỷ vô cùng, huống chi Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng căn bản không có bất kỳ một tia liên hệ máu mủ, bọn hắn chỉ là đồng thời thân là Vạn Hỏa Thành Dược Thánh Đường lão tổ mà thôi. Chương 2430, từ chối. Thanh niên thần bí, tay cầm thanh vân kiếm Diệp Thần Phong, dùng thuế biến sau thanh vân kiếm thi triển kiếm hồn hắc khóa. Power tuy nói vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với linh khí tiêu hao cũng tuyệt đối là to lớn. Tận lực duy trì mặt không đổi sắc, rất đại nạn độ tiếp cận cao đẳng tiên khí thanh vân kiếm, đối ở đây người tu luyện tới nói tuyệt đối là có phi thường lực hấp dẫn cực lớn. Hay là vừa vặn dùng thanh vân kiếm thi triển kiếm hồn hắc khóa. Làm ra tuyệt đối kinh sợ tác dụng, ở đây cường giả tạm thời không dám đối Diệp Thần Phong khinh cử vọng động. Tại Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng được thánh lồng ánh sáng bao phủ trong đó thời điểm. Trong chớp mắt, lẫn nhau giết trong điện không ngừng có thánh quang bạo, bắn mà ra, khiến người ta căn bản là đáp ứng không xuể. Ngoại trừ đã tại thánh quang bên trong trải qua chém giết người, ở đây còn lại người tu luyện toàn bộ hai cái, được bao phủ ở thánh quang bên trong. Này thánh quang dĩ nhiên không chờ đợi thêm Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng phân ra kết quả sau đó lại từ đầu bao phủ lại hai người rồi,
mà là đồng thời đem còn lại không có trải qua chém giết người, hai cái đồng thời bao phủ tại bất đồng thánh quang bên trong. Những kia trải qua chém giết người tu luyện, bọn hắn cũng bị tình cảnh này hấp dẫn, tạm thời đưa mắt rời đi Diệp Thần Phong trên người. Ai biết tại đây lẫn nhau giết trong điện, tất cả mọi người đã trải qua chém giết sau, đến cùng hội xảy ra chuyện gì? Còn có thể hay không có vòng thứ hai, thậm chí là vòng thứ ba, vòng thứ tư chém giết? Lẫn nhau giết cửa điện có sức mạnh vô hình cách trở, căn bản vô pháp mạnh mẽ đi ra, Diệp Thần Phong hiện nay chỉ có thể tùy cơ ứng biến rồi. Mà bị thánh lồng ánh sáng bao phủ người tu luyện. Trong đó cũng không phải mỗi một đối người tu luyện lẫn nhau trong lúc đó đều có giao tình, những người này tự nhiên là sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Tại sống và chết trước mặt, bọn hắn không chút do dự tại thánh quang bên trong triển khai chém giết. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng hai cái này lão đầu, bọn hắn cũng không lại giữ yên lặng rồi. Diệp Thần Phong ánh mắt chính là tập trung vào hai cái này lão trên đầu người. Hắn ngược lại muốn xem hai cái này lão đầu phải như thế nào không nể mặt mũi. Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng cũng nhìn thấy thánh quang bên ngoài Diệp Thần Phong hí hành hạ ánh mắt rồi. Hai người bọn họ lửa giận trong lòng bạo phát đã đến cực hạn, nhưng không có cách nào nắm Diệp Thần Phong làm sao bây giờ. Bất quá, liền coi như bọn họ tại thánh quang bên ngoài, chỉ sợ bọn họ cũng không dám dưới con mắt mọi người đối Diệp Thần Phong động thủ, tất lại có Ngô gia cao nhất chỉ lệnh đây. Nếu như Ngô gia điều tra đến bọn hắn đối Diệp Thần Phong động thủ, như vậy bọn hắn nhất định hội chịu không nổi. Thường Bách Phú nhìn xem Dư Minh Tùng, nói, lão Dư. Không nghĩ tới chúng ta hội rơi vào mức độ này, người nói giữa chúng ta ai có thể sống đi ra thánh quang bên trong. Dư Minh Tùng cười nói, hai người đồng thời chết ở chỗ này chẳng phải là cũng rất tốt. Bạn cũ lâu năm rồi, tại trên đường Hoàng Tuyền cũng có thể có cái làm bạn đi. Thường Bách Phú cũng cười ha ha, cũng tốt, lão Dư ngươi đề nghị này không sai, chúng ta liền đồng thời cùng đi Hoàng Tuyền đi. Dư Minh Tùng cùng Thường Bách Phú cười ha hả đồng thời chậm rãi tới gần, nghiễm nhiên là một bộ đồng sinh cộng tử dáng dấp. Nhưng ai biết, tại hai người bọn họ càng ngày càng đến gần thời điểm, hai người bọn họ khí thế trên người đồng thời tăng lên, không chút do dự sử dụng tàn nhẫn chiêu thức. Lẫn nhau triển khai công kích. Vừa vặn trò chuyện chẳng khác gì là một chuyện cười. Cái gì trên đường Hoàng Tuyền có người bạn? Cái gì đồng thời cùng đi Hoàng Tuyền? Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng thực lực tương đương, cũng đều là dược thánh đường lão tổ, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ vô cùng lẫn nhau lá bài tẩy cùng chiêu thức, trong khoảng thời gian ngắn, hai người này hẳn là khó mà phân ra thắng bại. Tại Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng triển khai kịch liệt thời điểm chiến đấu. Lẫn nhau giết trong điện bên phải một chỗ thánh quang bên trong chiến đấu đã kết thúc rồi, Diệp Thần Phong thậm chí chưa kịp nhìn thấy chiến đấu là làm sao kết thúc. Chỉ thấy bên phải thánh quang bên trong chính là một cái áo bào trắng thanh niên, hắn tiện tay đem giết chết một tên người tu luyện đầu lâu ném vào trên mặt đất. Diệp Thần Phong có thể rõ ràng cảm giác được áo bào trắng thanh niên thực lực tại nửa bước thần tôn tầng thứ, mà bị hắn giết chết người tu luyện kia, tuy rằng khí tức đã đứt. Nhưng từ lưu lại ở trong không khí khí tức, vẫn cứ có thể phán đoán ra, thực lực của hắn hẳn là tại thần tôn cảnh trung kỳ. Một cái nửa bước thần tôn như thế nhẹ nhõm liền đem một tên thần tôn cảnh trung kỳ cường giả giết đi. Này áo bào trắng thanh niên sức chiến đấu tuyệt đối không tầm thường. Diệp Thần Phong khẽ cau mày. Chỉ thấy bao phủ áo bào trắng thanh niên thánh quang biến mất sau đó hắn bay thẳng đến Diệp Thần Phong từng bước đi tới. Cuối cùng dừng lại ở Diệp Thần Phong trước mặt. Áo bào trắng thanh niên ánh mắt có nhiều ý vị quan sát Diệp Thần Phong. Chỉ chốc lát sau, hắn nói ra, thanh trong tay ngươi kiếm cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi một yêu cầu. Áo bào trắng thanh niên tư thái cực kỳ ở trên cao nhìn xuống, phảng phất căn bản không coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, phảng phất Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm vốn nên là thuộc về hắn. Diệp Thần Phong cau mày, trong đầu thần kinh căng thẳng. Trước mặt cái này áo bào trắng thanh niên tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Thấy Diệp Thần Phong không có bất kỳ biểu hiện, áo bào trắng thanh niên tiếp tục nói, làm sao? Không muốn, ta muốn trong tay ngươi kiếm, này đối với ngươi mà nói là một cơ duyên to lớn. Không biết có bao nhiêu người ước gì có như ngươi vậy gặp gỡ, ngươi nên muốn hảo hảo hiểu được quý trọng. Trước mặt cái này áo bào trắng thanh niên quả thực là quá tự cho là đúng. Từ thánh quang bên trong sau khi đi ra,
pháp tắc không gian không lại đã hạn chế. Diệp Thần Phong bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào hỗn độn nhẫn bên trong tiểu thế giới rồi. Còn nữa, mình ở sử dụng chỗ có lá bài tẩy sau. Hắn cho là mình không nhất định liền không chiến thắng được thần bí này áo bào trắng thanh niên. Diệp Thần Phong lãnh đạm nói một câu, một yêu cầu liền muốn đổi một cái tiếp cận cao đẳng tiên khí kiếm. Đầu óc của ngươi không thành vấn đề chứ? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Áo bào trắng thanh niên sắc mặt trong nháy mắt khó coi, hắn như băng quật y hệt con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, rất lâu không người nào dám từ chối ta yêu cầu, ngươi biết từ chối ta hậu quả là cái gì không? Diệp Thần Phong đem trong tay thanh vân kiếm nắm chặt mấy phần, khi hắn chuẩn bị yếu nghênh tiếp áo bào trắng thanh niên lúc công kích. Áo bào trắng thanh niên cười nói, dám từ chối ta yêu cầu, ta sẽ không để cho ngươi chết thoải mái như vậy. Yên tâm, không những như thế, ta còn sẽ để cho ngươi sống thật khỏe, cho ngươi sống đến cuối cùng, tối thiểu so với ở đây những người còn lại sống yếu lâu, các loại rời đi chỗ này không gian trước đó, ta mới sẽ tiễn ngươi đi Diêm Vương Điện đưa tin. Áo bào trắng thanh niên hẳn là muốn cho Diệp Thần Phong một loại cảm giác sợ hãi, khiến hắn một mực sống đang lo lắng cùng trong sự sợ hãi, nhưng hắn hoàn toàn là 10 phần sai rồi, Diệp Thần Phong hội sợ hãi sao? Hắn sẽ lo lắng sao? Trống trơn tiểu thế giới cũng đủ để bảo vệ tánh mạng, còn nữa hắn còn có thể tiến vào ma hóa trạng thái. Tại Bạch Bào Thanh Năm cùng Diệp Thần Phong trò chuyện thời khắc. Thánh quang bên trong rất nhiều chém giết toàn bộ kết thúc. Bao quát Thường Bách Phú cùng Dư Minh Tùng ở giữa chém giết, chỉ thấy Thường Bách Phú cả người vết thương chồng chất, quần áo trên người trở nên rách nát cực kỳ, từ rách nát trong quần áo có thể nhìn thấy trên da của hắn dính đầy máu đen, mà Dư Minh Tùng trái tim trực tiếp bị hắn cho đánh bể, cuối cùng vẫn là Thường Bách Phú còn sống, Dư Minh Tùng nhưng là con mắt trừng lớn, hoàn toàn là một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp. Chương 2431, đột phá, tinh thần dây leo. Theo thời gian trôi đi, tại lẫn nhau giết trong điện tất cả mọi người đã trải qua một vòng chém giết sau. Màu trắng thánh quang vô ảnh vô tung biến mất rồi, toàn bộ lẫn nhau giết điện trên mặt đất nổi lên hào quang màu đen. Tại hào quang màu đen này nổi lên trong nháy mắt, từng luồng sức mạnh lập tức đem tất cả mọi người tại chỗ bao vây ở trong đó, tại đây từng luồng trong sức mạnh, bọn hắn chỉ cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, cả người là trời đất quay cuồng. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, tầm mắt tạm thời bị nghẹt rồi. Đợi đến trước mắt tầm mắt khôi phục sau, chỉ thấy nguyên bản tại lẫn nhau giết trong điện người, bọn hắn đã là rời khỏi lẫn nhau giết điện, đi tới một nơi trên vách đá treo leo. Tại vách núi bên phải biên giới tụ lập một tấm bia đá, mặt trên khắc họa màu lửa đỏ bốn chữ thánh hỏa vực sâu. Nơi này chính là trong truyền thuyết thánh hỏa vực sâu. Diệp Thần Phong đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên tấm bia đá. Lão Hắc Giang Vận Thiên thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử, cái kia mặc áo bào trắng ra hỏa, ta cùng Lão Bạch luôn cảm giác trên người hắn có một loại hơi thở quen thuộc, người bây giờ là bị hắn theo dõi, chính ngươi phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Diệp Thần Phong âm thầm gật gật đầu, sắc mặt kiêu căng áo bào trắng thanh niên, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng hội nhìn về phía Diệp Thần Phong, xem ra hắn thật sự dự định rời đi chỗ này không gian trước đó, nữa đối Diệp Thần Phong động thủ. Chỉ là không ngừng muốn cho Diệp Thần Phong chế tạo sợ hãi. Xuất hiện ở nơi này người tu luyện, bọn hắn đi tới bên vách núi, hướng về dưới đáy nhìn tới, căn bản là trông không đến phần cuối. Từng cây màu xanh lá dây leo từ sát mép vách núi một đường hướng về kéo dài xuống. Những này dây leo độ dài cũng tuyệt đối không bình thường, có thể là kéo dài tới đáy vực bộ rồi. Cảm giác này thật giống không có phần cuối vách núi. Trong đó dĩ nhiên đã hạn chế đạp không năng lực phi hành, nói cách khác muốn đi hướng vách núi dưới đáy, bây giờ biện pháp duy nhất là dựa vào màu xanh lá dây leo trèo đi xuống. Trong truyền thuyết thánh hỏa vực sâu, đối với ở đây người tu luyện sức hấp dẫn phi thường to lớn. Có người nói thánh hỏa trong vực sâu có rất nhiều năm đó thánh hỏa tông bồi dưỡng ra tới thiên địa chi hỏa hạt giống, bây giờ những này thiên địa chi hỏa hạt giống hẳn là hoàn toàn tiến hóa thành thiên địa chi hỏa rồi. Tuy nói thiên địa chi hỏa đối với luyện dược sư cùng luyện khí sư tác dụng lớn nhất, nhưng là đối với vậy người tu luyện cũng là có không ít tác dụng, chỉ ít đối với vậy người tu luyện tới nói, đủ mạnh thiên địa chi hỏa có thể dùng để đối địch. Đang do dự chỉ chốc lát sau, có người tu luyện cũng nhịn không được nữa, bắt đầu lôi kéo màu xanh lá dây leo đi xuống leo lên rồi. Có người thứ nhất đi đầu, tự nhiên sẽ có cái thứ hai,
cái thứ ba cùng cái thứ tư. Diệp Thần Phong ngẫm nghĩ một lát sau, hắn là cuối cùng cái thứ hai trèo đi xuống, mà áo bào trắng thanh niên đang nhìn đến Diệp Thần Phong bỏ xuống đi sau đó hắn cũng lập tức chọn một cái dây leo đi xuống leo lên. Áo bào trắng thanh niên đi xuống trèo tốc độ phi thường nhanh, chỉ là một cái nháy mắt liền vượt qua Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong chỉ là không nhanh không chậm lôi kéo màu xanh lục dây leo đi xuống leo lên. Là lão Bạch cùng lão Hắc khiến hắn không nên quá nóng nảy. Bởi vì khi hắn lôi kéo màu xanh lục dây leo thời điểm, hắn bên trái ngực được tinh không chi thạch thay thế trái tim, có một chút vi diệu phản ứng, hơn nữa phản ứng như thế này đang từ từ càng ngày càng mãnh liệt. Tất cả tu luyện người không ngừng lôi kéo màu xanh lục dây leo đi xuống leo lên. Tại leo lên ước chừng sau một tiếng, từ màu xanh lục dây leo bên trong bắt đầu chảy ra một loại chất lỏng màu xanh, loại này chất lỏng màu xanh bám vào ở dây leo mặt ngoài. Loại này chất lỏng phi thường trơn trượt, thậm chí để tay của người bắt đầu yếu không bắt được này màu xanh lục dây leo rồi. Chất lỏng màu xanh từ dây leo bên trong chảy ra chính là càng ngày càng nhiều. Tuy nói tại đây vách núi bên trong, chỉ là đã hạn chế đạp không năng lực phi hành, thế nhưng những cường giả này không ngừng đem linh khí tụ lại tại trên lòng bàn tay, bọn hắn cũng bắt đầu không cách nào vững vàng nắm lấy màu xanh lục dây leo rồi. Này từng cây màu xanh lục dây leo là từ trong vách núi mọc ra, cho nên từ vách núi trên vách đá cũng bắt đầu ở bốc lên loại này chất lỏng màu xanh rồi. Sốt cuộc, có thần tôn cảnh cường giả bắt đầu không bắt được màu xanh lục dây leo rồi. Thân thể trực tiếp nhanh chóng chóc xuống, muốn tại vách núi trên vách đá nổ ra một cái cửa động, tạm thời trốn vào cửa động bên trong. Đáng tiếc, vách núi vách đá cực kỳ cứng rắn, không phải bình thường thần tôn cảnh cường giả có thể phá vỡ, tối thiểu yếu thần tôn đỉnh phong người, hẳn là mới có thể phá tan này trên vách núi treo leo vách đá. Kết quả là, lần lượt người tu luyện toàn bộ nhanh chóng hướng về đáy vực bộ lướt xuống. Liền ngay cả thần bí áo bào trắng thanh niên cũng đang nhanh chóng hướng về dưới đáy chảy xuống, hắn cũng căn bản không bắt được màu xanh lá dây leo rồi. Chỉ có leo lên chậm nhất Diệp Thần Phong, hắn giờ khắc này vẫn cứ có thể vững vàng nắm lấy này màu xanh lục dây leo, hoàn toàn không thấy từ dây leo bên trong toát ra chất lỏng màu xanh. Mà hắn bên trái ngực trái tim tinh không chi thạch, trong đó ý động là càng ngày càng kịch liệt. Tại loại này chảy ra chất lỏng màu xanh trước mặt. Hắn vẫn có thể vững vàng nắm lấy dây leo, đây hoàn toàn là tinh không chi thạch công lao. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, quả nhiên không sai rồi, tiểu gia hỏa, này màu xanh lục dây leo hẳn là tinh thần dây leo, là do hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt sức mạnh chỗ sinh trưởng. Chẳng trách tinh không chi thạch sẽ có phản ứng. Tại lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lúc nói chuyện, tinh không chi thạch bắt đầu ở không ngừng hấp thu tinh thần dây leo bên trong sức mạnh. Diệp Thần Phong bên trái ngực trái tim tinh không chi thạch đột nhiên tản ra hào quang bảy màu. Hướng về bên dưới vách núi Mạn Duyên Nhi đi tinh thần dây leo, năng lượng trong đó toàn bộ hướng về Diệp Thần Phong bên này hội tụ tới. Phần lớn năng lượng là bị tinh không chi thạch cho hấp thu, còn có phần nhỏ năng lượng là chảy vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Tuy nói chỉ có phần nhỏ dòng năng lượng chảy vào trong thân thể của hắn, đang chậm rãi bị hắn hấp thu lấy. Thế nhưng nơi này tinh thần dây leo số lượng nhiều vô cùng, coi như là chỉ có phần nhỏ năng lượng, đối với Diệp Thần Phong tới nói cũng tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ được rồi. Theo tinh thần dây leo bên trong năng lượng không ngừng nhanh chóng chảy vào Diệp Thần Phong trong thân thể. Chỉ thấy này từng cây tinh thần dây leo có tại khô héo dấu hiệu rồi. Diệp Thần Phong tim đập càng lúc càng tăng nhanh rồi. Bên trong thân thể của hắn sóng linh khí cũng là liên tục tăng lên. Nghiễm nhiên là có một loại dấu hiệu muốn đột phá rồi. Những kia không ngừng đang nhanh chóng hướng về đáy vực bộ hạ xuống cường giả, bọn hắn cũng phát hiện hướng về kéo dài xuống tinh thần dây leo có khô héo dấu hiệu. Nhưng tầm mắt của bọn họ đã không nhìn thấy Diệp Thần Phong địa phương, bọn hắn tung tích chiều sâu nhiều lắm, nhưng vẫn không có rơi xuống tận dưới đáy đây. Mà Diệp Thần Phong thần vương cảnh trung kỳ bình cảnh tại càng ngày càng buông lỏng rồi. Hắn bốn phía không khí trở nên bạo động lên. Từng tầng linh khí từ trong cơ thể hắn dập dờn mà ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, oanh, một tiếng, thần vương cảnh trung kỳ bình cảnh đột nhiên được giải khai. Từ trên người Diệp Thần Phong lan tràn ra linh khí dường như hồng thủy bình thường vừa ra là không thể ngăn cản. Thực lực của hắn trong nháy mắt từ thần vương cảnh trung kỳ khóa nhập thần vương cảnh hậu kỳ. Chung quanh tinh thần dây leo hoàn toàn trở nên khô quắt rồi, đã không còn chất lỏng màu xanh từ trong đó thẩm thấu mà ra. Nhưng này tinh thần dây leo không phải bình thường vững chắc,
cho dù trở nên khô quắt rồi, mỗi một cái dây leo chống đỡ một người trọng lượng vẫn là chắc chắc có thừa. Chương 2432, đoạt xá. Diệp Thần Phong bên trái ngực trái tim tinh không chi thạch. Tại đem lan tràn đến phía dưới tinh thần dây leo bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu sạch sẽ, sau đó hắn cả quả tim lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, nhưng hắn trái tim thượng được một tầng màu xanh lá vầng sáng cho bao phủ lại rồi. Cảm nhận được thực lực từ thần vương cảnh trung kỳ tăng lên tới thần vương cảnh hậu kỳ. Diệp Thần Phong trong lòng vẫn là tương đối hài lòng, trước đó ở nơi này gặp phải chồng chất nguy hiểm, sau đó hắn đã không đòi hỏi ở nơi này gặp phải cơ duyên. Bây giờ thực lực có thể tăng lên một cái tiểu tầng thứ, đã là cực kỳ tốt được rồi. Phải biết tại bước vào thần vương cảnh sau đó mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ đều là cực độ khó khăn. Theo hoàn toàn khô quắt tinh thần dây leo đi xuống leo lên. Áo bào trắng thanh niên cùng Thường Bách Vũ chờ thân thể không ngừng đi xuống rơi cường giả, bọn hắn đang nhìn đến tinh thần dây leo khô quắt, bên trên cũng không còn chất lỏng màu xanh, sau đó bọn hắn gấp vội vươn tay ra bắt được khô quắt tinh thần dây leo. Bọn hắn hướng về đáy vực bộ rơi xuống thân thể lập tức dừng lại, cầm lấy khô quắt tinh thần dây leo tiếp tục đi xuống leo lên. Dù sao tại vách núi bên trong không cách nào đạp không phi hành, nếu như bọn hắn cứ như vậy rơi xuống tại vách núi tận dưới đáy, chỉ sợ coi như là thần tôn cảnh cường giả cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tuy nói bọn hắn cũng không biết tinh thần dây leo tại sao lại sản sinh loại biến hóa này. Nhưng bọn họ cũng không rảnh đi muốn những chuyện này. Kế trước mắt. Chỉ có thể tới trước đạt đáy vực bộ, cũng chính là này thánh hỏa vực sâu dưới đáy rồi lại nói. So với áo bào trắng thanh niên bọn người chậm rất nhiều Diệp Thần Phong, thân thể của hắn dù sao không có rơi xuống rơi, cho nên hắn cách áo bào trắng thanh niên đám người đã rất xa. Lôi kéo khô quắt tinh thần dây leo. Diệp Thần Phong tiếp tục một đường đi xuống leo lên, này vô tận thánh hỏa vực sâu phảng phất thật không có phần cuối bình thường. Một ngày đi qua rồi. Còn chưa đạt tới dưới đáy. Hai ngày trôi qua. Vẫn không có đạt đến phần đáy. Thẳng đến ngày thứ ba. Diệp Thần Phong rốt cục xem đến mặt đất rồi, khi hắn đi tới thánh hỏa vực sâu dưới đáy thời điểm. Chỉ thấy toàn bộ thánh hỏa vực sâu dưới đáy diện tích phi thường to lớn, nơi này giống như một cái dưới nền đất sơn cốc bình thường. Diệp Thần Phong không nhìn thấy áo bào trắng thanh niên đám người bóng người, bọn hắn cũng đã phải đi thăm dò vùng thung lũng này rồi. Nếu đi tới thánh hỏa vực sâu dưới đáy, Diệp Thần Phong không có lý do gì không thăm dò một phen, dù sao hắn bên trong đan điền có ngày địa chi hỏa thanh viêm, nếu như có thể ở nơi này gặp phải thiên địa chi hỏa cho thanh viêm hấp thu, như vậy đây đối với thanh viêm tới nói tuyệt đối là một hồi cơ duyên. Tuy nói từ tiến vào vùng không gian này bắt đầu, nơi này giống như là một cái bẫy cùng một hồi âm mưu, nhưng truyền thuyết thánh hỏa tông đem đào tạo tốt thiên địa chi hỏa hạt giống đặt ở thánh hỏa trong vực sâu. Truyền thuyết như vậy hẳn là sẽ không có lửa mà lại có khói, ít nhất là tồn tại một điểm tính chân thật. Diệp Thần Phong hướng về lòng đất này sơn cốc phía trước đi tới. Chỗ này dưới nền đất bên trong sơn cốc được chế tạo ra phòng ốc các loại vật kiến trúc. Đương nhiên xanh cây cối cũng là tùy ý có thể thấy được. Tại xuyên qua một mảnh tiểu rừng cây sau. Diệp Thần Phong bước chân dừng lại, so với hắn trước một bước xuống áo bào trắng thanh niên đám người. Bọn hắn toàn bộ là ở mảnh này tiểu rừng cây mặt sau. Chỉ thấy mảnh này tiểu rừng cây mặt sau, chính là một mảnh trống trải mặt đất. Trên mặt đất thụ lập từng cây màu đỏ trụ đá, tại từng cái màu đỏ dưới cột đá mặt đều toát ra màu sắc khác nhau hỏa diễm, đang không ngừng thiêu đốt màu đỏ trụ đá. Những ngọn lửa này nhiệt độ tuy rằng cao, nhưng từng cây màu đỏ trụ đá chất liệu cũng không tầm thường. Tại cao như thế nhiệt độ hỏa diễm dưới. Trụ đá hoàn toàn không có thiêu hủy dấu hiệu. Tại cảm giác được Diệp Thần Phong đến đây sau đó. Áo bào trắng thanh niên cùng Thường Bách Vũ đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong trước đó sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, hắn khí thế trên người cực hạn thu lại tại thần vương cảnh trung kỳ tầng thứ, có lão Bạch cùng lão Hắc trợ giúp, ở đây hẳn không có người có thể cảm giác được hắn thu liếm thực lực. Dù sao áo bào trắng thanh niên đã nhìn chằm chằm hắn. Nơi này lại có rất nhiều thần tôn cảnh cường giả, tại thời khắc mấu chốt ẩn núp một ít tầng thực lực bộc phát ra, tuyệt đối có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Tuy nói Diệp Thần Phong tới chậm một điểm, nhưng cảm giác được Diệp Thần Phong không có gì đặc thù biến hóa, bọn hắn dồn dập thu hồi ánh mắt.
một lần nữa nhìn hướng từng cây bị ngọn lửa thiêu đốt màu đỏ trụ đá, dưới cái nhìn của bọn họ hay là Diệp Thần Phong chỉ là tại tinh thần dây leo thượng làm trễ nãi một chút thời gian mà thôi. Cảm thụ thiêu đốt màu đỏ trụ đá màu sắc khác nhau hỏa diễm, những ngọn lửa này nhiệt độ xa vượt xa tầm thường hỏa diễm, lẽ nào thiêu đốt này màu đỏ trụ đá hỏa diễm chính là thiên địa chi hỏa sao? Áo bào trắng thanh niên cùng Thường Bách Vũ đám người đã ở nơi này quan sát một đoạn thời gian, bọn hắn đều không thể xác định nơi này hỏa diễm phải hay không thiên địa chi hỏa. Bởi vì cảm giác lên đi rất giống, nhưng lại có chút không giống, cho nên ở đây cường giả mới không có khinh cử vọng động. Sốt cuộc, một tên thần tôn cảnh trung kỳ lão giả nhìn không được, hắn trước tiên hướng về trong đó một cái màu đỏ trụ đá đi tới, miệng nói cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta phải ở chỗ này chờ tới khi nào. Muốn biết nơi này hỏa diễm phải hay không thiên địa chi hỏa. Chúng ta đi họ hàng gần tự thử một lần không phải tốt. Tên này thần tôn cảnh trung kỳ lão giả, hắn chính là viễn cổ giới một cái trong tông môn lão tổ, tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp. Cho nên thiên địa chi hỏa đối với hắn mà nói có cực kỳ tác dụng to lớn. Khi hắn đi tới trong đó một cái màu đỏ trụ đá trước mặt, muốn lấy một ít thiêu đốt trụ đá hỏa diễm lúc, Diệp Thần Phong cùng áo bào trắng thanh niên đám người ánh mắt toàn bộ tập trung vào trên người hắn. Diệp Thần Phong trong cơ thể thanh viêm, bây giờ xem như là tứ sắc hỏa diễm rồi, cấp bậc không tính thấp. Cho nên thông qua thanh viêm, hắn hầu như có thể kết luận thiêu đốt trụ đá hỏa diễm tuyệt đối không phải thiên địa chi hỏa rồi. Chỉ thấy tên kia thần tôn cảnh trung kỳ lão giả, tay của hắn vẫn không có chạm vào hỏa diễm. Bỗng nhiên từ trước mặt hắn trên trụ đá truyền đến nhất cổ sức hút. Bất thình lình phòng, thần tôn cảnh trung kỳ người của lão giả bay thẳng đến trước mặt màu đỏ trụ đá được hút đi rồi. Một tiếng, thân thể đụng vào trụ đá bên trên. Nguyên bản thiêu đốt hỏa diễm biến thành từng cây hỏa diễm dây thừng, đem này thần tôn cảnh trung kỳ lão giả quấn vào trên trụ đá. Tại lão giả muốn giãy giụa thời khắc, từ nơi này căn màu đỏ trong trụ đá hiện lên một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người. Đạo nhân ảnh này trong nháy mắt tiến vào thần tôn cảnh trung kỳ lão giả trong cơ thể. Lão giả này giãy giụa đột nhiên đình chỉ, trên mặt tràn đầy cực hạn thần sắc thống khổ, trong cổ họng phát ra một loại thấm thanh âm của người. Ở đây có phần cường giả ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mà Diệp Thần Phong lông mày cũng nhíu thật chặt. Lão Bạch thanh âm lần thứ hai từ trong đầu hắn vang lên, tiểu gia hỏa, e sợ nơi này mỗi một cái màu đỏ trong trụ đá đều có một đạo người tu luyện hồn phách ở trong đó. Nơi này hồn phách chỉ sợ sẽ là đã từng thánh hỏa tông người, cái kia thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa đang bị màu đỏ trong trụ đá hồn phách đoạt xá. Nếu như ta cùng lão Hắc đoán không sai. Này thần tôn cảnh trung kỳ gia hỏa nhất định sẽ được cái kia hồn phách đoạt xá thành công. Chương 2433, xem ra ngươi là muốn sớm chết rồi. Đoạt xá. Này cái gọi là thánh hỏa tông cùng thánh hỏa vực sâu, trong đó quả nhiên là ẩn giấu một ít âm mưu. Nhanh chóng chút rời đi nơi này lại nói, một khi bị màu đỏ trong trụ đá hồn phách đoạt xá, vậy thì vô cùng phiền toái. Nghe được lão Bạch dục sau. Diệp Thần Phong không ở nơi này làm quá nhiều dừng lại. Chỗ này dưới nền đất sơn cốc diện tích cực kỳ to lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên phải phương nơi xa có núi mạch đứng thẳng. Lập, bây giờ hoàn toàn không rõ ràng này thánh hỏa trong vực sâu đến cùng có những gì. Tiến vào một chỗ bên trong dãy núi chậm rãi hiểu rõ một phen, trước mắt cái này cũng là một cái lựa chọn tốt. Diệp Thần Phong thân ảnh không chút do dự hướng về bên phải sơn mạch lao đi rồi. Tại thân ảnh của hắn lao ra thời điểm, cái kia chính tại bị đoạt xá thần tôn cảnh trung kỳ lão giả, mơ hồ có thể nhìn thấy trên người hắn có hai cái hồn phách tại tranh đấu. Cùng lúc đó, còn lại từng cây màu đỏ trên trụ đá, toàn bộ tỏa ra nhất cổ sức hút, hơn nữa sức hút đang trở nên càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, bọn hắn cũng không cách nào chống cự này cố cực hạn sức hút ảnh hưởng tới. Áo bào trắng thanh niên cùng Thường Bách Vũ chỗ đứng so sánh dựa vào sau, cho nên màu đỏ trên trụ đá sinh ra sức hút, phần lớn toàn bộ tập trung đến đứng tại trước người bọn họ người tu luyện trên người. Này từng cây màu đỏ trong trụ đá bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ sinh ra cực hạn sức hút, làm cho ở đây rất nhiều người tu luyện là không ứng phó kịp. Áo bào trắng thanh niên cùng Thường Bách Vũ này một ít đứng so sánh dựa vào sau người,
bọn hắn tại phục hồi tinh thần lại sau đó cũng dồn dập hướng về Diệp Thần Phong rời đi phương hướng lao đi rồi, bọn hắn cũng hẳn là nhìn chúng xa xa sơn mạch, dù sao ở trong dãy núi có thể tạm thời tiến hành tránh né, có thời gian có thể thật tốt biết rõ tình huống của nơi này. Tại Bạch Bào Thanh Năm cùng Thường Bách Vũ bọn người ở tại nhanh chóng hướng về bên phải sơn mạch lao đi thời điểm. Đi đầu một bước Diệp Thần Phong, hắn đem tự thân tốc độ phát phung tới cực hạn, thân ảnh của hắn là càng ngày càng tới gần sơn mạch rồi. Theo càng ngày càng tới gần sơn mạch, nhiệt độ chung quanh cũng đang không ngừng nhanh chóng đi lên kéo lên. Tại có thể nhìn rõ ràng toàn bộ sơn mạch diện mạo sau. Chỉ thấy này to lớn sơn mạch cũng không phải phổ thông sơn mạch. Tại trên dãy núi có một cái cự đại miệng núi lửa, từ miệng núi lửa bên trong không ngừng có bốc hơi nhiệt khí bốc lên. Trước đó ở phía xa nhìn về phía nơi này thời điểm, chỉ có thể nhìn ra là một cái sơn mạch đường viền. Căn bản thấy không rõ lắm nơi này cảnh tượng. Hơn nữa chỗ này sơn mạch cây cối cũng tuyệt đối không phổ thông, từng cây cây cối toàn bộ là hiện ra màu đỏ, từ gốc cây này khỏa màu đỏ cây cối bên trong toàn bộ tản ra lửa nóng khí. Diệp Thần Phong tại xuất hiện tại sơn mạch lối vào sau đó cho dù trong cơ thể hắn có thanh viêm che chở. Cho dù hắn tại quanh thân tạo thành linh khí phòng hộ, nhưng hắn luôn cảm giác cả người có yếu dấu hiệu hòa tan, toàn thân lỗ chân lông bên trong không ngừng có mồ hôi tràn ra, cả người muốn đi vào một loại mất nước trạng thái. Trong cổ họng trở nên khô khốc cực kỳ, môi đều có điểm khô nứt rồi. Trong thân thể huyết dịch phảng phất đều phải bị đun sôi rồi. Nhiệt độ của nơi này tại sao có thể cao như thế? Diệp Thần Phong thậm chí cảm giác trong đầu hỗn loạn, nhưng hắn bên trong đan điền thanh viêm lại nóng lòng muốn thử, con mắt của hắn vi vi ngưng lại, có thể làm cho thanh viêm nóng lòng muốn thử, chỗ này bên trong dãy núi nhất định là có đối thanh viêm thứ hữu dụng rồi. Tại sơn mạch lối vào nơi có một khối màu lửa đỏ bất quy tắc tảng đá lớn, tại thạch đầu mặt ngoài có rồng bay phượng múa bốn chữ thánh hỏa sơn mạch. Trước mắt đều đã đi tới nơi này, không có lý do gì không tiến vào tìm tòi hư thực, cố nén chu vi cực hạn nhiệt độ, Diệp Thần Phong lướt vào thánh hỏa bên trong dãy núi. Theo Diệp Thần Phong không ngừng thâm nhập thánh hỏa sơn mạch, hắn bên trong đan điền thanh viêm là càng ngày càng sao động rồi. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đóa ngọn lửa màu tím từ Diệp Thần Phong đỉnh đầu nhanh chóng xẹt qua. Dưới chân bước chân đột nhiên dừng lại, Diệp Thần Phong hầu như có thể khẳng định. Mới vừa từ đỉnh đầu xẹt qua ngọn lửa màu tím, tuyệt đối là thiên địa chi hỏa, căn cứ vừa vặn thô sơ giản lược cảm ứng, ngọn lửa màu tím này, hắn nhiệt độ hẳn là có thể tại thần vương cảnh sơ kỳ khoảng chừng. Tại Diệp Thần Phong suy tư thời khắc, lại có một đóa ngọn lửa màu xanh lam, từ đỉnh đầu của hắn nhanh chóng xẹt qua, này đóa ngọn lửa màu xanh lam hẳn là đồng dạng là thiên địa chi hỏa, chỉ bất quá hắn nhiệt độ một chút thấp một điểm. Chỉ có thiên thần cảnh tầng 6 sơ kỳ. Liên tiếp xuất hiện hai loại bất đồng thiên địa chi hỏa, Diệp Thần Phong trong lòng bắt đầu có suy đoán của mình. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, này Thánh Hỏa Sơn Mạch phải là năm đó Thánh Hỏa Tông đào tạo thiên địa chi hỏa địa phương, bây giờ đã trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt. Thiên địa chi hỏa hạt giống, quả nhiên toàn bộ là tiến hóa thành chân chính thiên địa chi hỏa rồi. E sợ chỗ này Thánh Hỏa bên trong dãy núi, thiên địa chi hỏa số lượng không tại số ít. Quả nhiên truyền nói không chắc toàn bộ là giả dối, tối thiểu nơi này xác thực là hiểu rõ số lượng nhiều vô cùng thiên địa chi hỏa. Diệp Thần Phong không có đem bên trong đan điền thanh viêm thả ra, để thanh viêm chính mình đi tìm mục tiêu thôn phệ. Dù sao đối với Thánh Hỏa Sơn Mạch còn chưa không biết, ai biết nơi này là không sẽ có hắn khác nguy hiểm. Vạn không để ý, thanh viêm được càng cường đại hơn thiên địa chi hỏa thôn phệ, này nhưng là tiền mất tật mang rồi. Diệp Thần Phong tiếp tục tại thánh hỏa bên trong dãy núi hành tẩu, trong cơ thể hắn lượng nước nghiêm trọng được bốc hơi, bỗng nhiên trong lúc đó nhìn thấy một đóa màu cam hỏa diễm tại hướng về bên này xung kích lại đây. Căn cứ cảm ứng, này đóa màu cam hỏa diễm đại thể nhiệt độ tại thần vương cảnh sơ kỳ khoảng chừng. Diệp Thần Phong khí thế trên người một mực duy trì tại thần vương cảnh trung kỳ, đối phó một đóa thần vương cảnh sơ kỳ thiên địa chi hỏa là thừa sức rồi. Trên người linh khí nhanh chóng bạo phát. Ở đằng kia đóa màu cam hỏa diễm nhanh chóng tiếp cận thời gian, Diệp Thần Phong bàn tay phải mãnh liệt tìm tòi, trực tiếp đem màu cam hỏa diễm khống chế tại bàn tay bên trong, cả người linh khí toàn bộ hướng về trong bàn tay tập trung, đem này đóa màu cam hỏa diễm hoàn toàn cầm cố lại rồi.
Tại đây đóa màu cam hỏa diễm được Diệp Thần Phong cầm cố tại bàn tay phải bên trong thời điểm. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại khoảng cách Diệp Thần Phong chừng 10 thước địa phương xa. Này đạo thân ảnh màu trắng chính là áo bào trắng thanh niên. Áo bào trắng thanh niên cùng Thường Bách Vũ mấy người cũng toàn bộ tiến vào Thánh Hỏa Sơn Mạch. Khi tiến vào Sơn Mạch sau, bọn hắn liền từng người phân tán, dù sao Thánh Hỏa Sơn Mạch diện tích cũng cực kỳ rộng lớn. Trước đó áo bào trắng thanh niên một mực tại truy đuổi này đóa màu cam hỏa diễm, bây giờ nhìn thấy màu cam hỏa diễm được Diệp Thần Phong cầm cố trên bàn tay, hắn hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, thiên địa này chi hỏa là thuộc về ta, lẽ nào ngươi không muốn ngoan ngoãn giao ra đây sao? Trước đó ngươi đã từ chối ta một lần, ta không muốn lại có thêm lần thứ hai. Diệp Thần Phong bàn tay phải nắm chặt. Trong bàn tay màu cam hỏa diễm thẳng tiến vào bên trong đan điền của hắn, Thanh Viêm lập tức nhanh chóng đem màu cam hỏa diễm bao vây lấy, bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt. Rất xin lỗi, e sợ lại muốn cho ngươi thất vọng rồi. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Áo bào trắng thanh niên sắc mặt triệt để lạnh xuống, xem ra ngươi là muốn sớm chết rồi. Ngoan ngoãn mà nghe lời không tốt sao? Tại sao phải ta trái với lúc trước hứa hẹn đây? Chương 2434, Hà Giang người. Áo bào trắng thanh niên trong tay phải xuất hiện một cái ngân bạch sắc cây quạt. Cái này ngân bạch sắc quạt giấy là tỏa sáng chói lọi. Vừa nhìn liền có thể thấy được chế tạo cái này màu trắng bạc quạt giấy chất liệu tuyệt đối không bình thường. Tại bạch bào thanh năm trong tay xuất hiện cái này ngân bạch sắc cây quạt sau đó lão bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói càn khôn phiến. Đây không phải năm đó lão hắc tự tay chế tạo sao? Lão hắc Giang Vận Thiên cũng nói, đúng vậy, đây chính là ta năm đó luyện chế ra tiên khí càn khôn phiến, cũng là của ta đắc ý tác phẩm một trong, hắn cấp bậc hạn độ lớn tiếp cận cao đẳng tiên khí, cùng tiểu tử ngươi Thanh Vân Kiếm có so sánh. Nhưng ta từ gia hỏa này trên người cảm giác không ra bất kỳ một tia chúng ta Giang gia huyết mạch, hắn tuyệt đối không phải ta Giang gia người, nhưng trên người hắn lại có một loại hơi thở quen thuộc, loại khí tức này chẳng lẽ nói là. Tại lão hắc vẫn không có nói hết lời, chỉ thấy cầm trong tay càn khôn phiến áo bào trắng thanh niên, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ, không ngừng có tiếng xé gió ở trong không khí vang lên. Áo bào trắng thanh niên thực lực tại nửa bước thần tôn. Mà bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tại thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng trên người hắn chỉ duy trì thần vương cảnh trung kỳ thật khí thế. Dù sao này áo bào trắng thanh niên không phải bình thường nửa bước thần tôn cường giả, hơn nữa ai biết đối phương có nắm chắc bao nhiêu bài. Bảo lưu một ít tầng thực lực, Diệp Thần Phong dự định tại thời khắc mấu chốt mới phát huy ra. Diệp Thần Phong tay cầm Thanh Vân Kiếm, sử dụng tiên khí thi triển càng cường đại chiêu thức, linh khí tiêu hao liền mãnh liệt. Đương nhiên chỉ là dùng cho phổ thông chiến đấu, không cần tiên khí thi triển các loại mạnh mẽ chiêu thức, linh khí ngược lại cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều. Áo bào trắng thanh niên bóng người tại Diệp Thần Phong trước mặt đột nhiên hiện lên, hắn vừa bắt đầu đồng dạng không có lựa chọn dùng càn khôn phiến thi triển mạnh mẽ chiêu thức, chỉ là đem linh khí rót vào đã đến càn khôn phiến bên trong. Chỉnh thanh càn khôn phiến bữa nay lúc hào quang màu bạc tỏa ra. Càn khôn phiến trực tiếp Diệp Thần Phong đâm tới. Cây quạt đỉnh chóp tuy nói là bình, nhưng một nhát này power tuyệt đối không bình thường. Không gian đều bị đâm rách một đạo hắc sắc vết xước, nếu như trực tiếp bị đâm trúng lời nói. Như vậy thân thể hầu như sẽ bị càn khôn phiến đâm một cái đối xuyên. Diệp Thần Phong đem Thanh Vân Kiếm nằm ngang ở trước người của mình, sử dụng kiếm thân đi ngăn cản càn khôn phiến một nhát này. Linh khí đồng dạng là truyền vào Thanh Vân Kiếm bên trong. Thân kiếm hiện ra màu xanh. Bên trên che kín màu đỏ ký hiệu Thanh Vân Kiếm. Từ trong đó bạo phát ra kiếm khí sắc bén. Cong! Một tiếng, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân lui về phía sau một bước, mà áo bào trắng thanh niên được lực phản chấn cũng lui về phía sau một bước. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy nắm Thanh Vân Kiếm cánh tay tê dại một hồi. Đổi lại là phổ thông nửa bước thần tôn, tại bây giờ Diệp Thần Phong trước mặt hoàn toàn là không đáng chú ý được rồi. Được lực phản chấn đẩy lui một bước áo bào trắng thanh niên, hắn nắm càn khôn phiến thủ trưởng cũng tê dại cực kỳ, ánh mắt của hắn ngưng trọng mấy phần, người so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Diệp Thần Phong lãnh đạm hồi đáp, người so với ta tưởng tượng nhỏ yếu. Hy vọng ngươi sau đó còn có thể duy trì loại tâm thái này, vừa vặn chỉ là thử một lần thực lực ngươi sâu cạn mà thôi. Áo bào trắng thanh niên vai một đứng thẳng, mãnh liệt thật khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra.
Từng đạo màu xanh hồ quang trong nháy mắt tràn ngập đầy áo bào trắng thanh niên toàn thân. Cả người toàn bộ được hồ quang lượn lờ áo bào trắng thanh niên, trong tay hắn càn khôn phiến thượng cũng bị hồ quang cho che kín. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên tại cảm giác được áo bào trắng thanh niên thi triển loại chiêu thức này, sau đó trong đó lão Hắc Giang Vận Thiên trong thanh âm mang theo tức giận, quả thế, quả thế. Sấm sét, một chiêu này thực sự là đã lâu. Diệp Thần Phong ánh mắt ngưng trọng nhìn xem áo bào trắng thanh niên, trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, các người biết cái này ra hỏa lai lịch. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, trước đó một thằng cảm giác quen thuộc. Chúng ta trong lòng đã mơ hồ có suy đoán rồi, chỉ là còn chưa thể triệt để khẳng định, hắn xuất hiện đang sử dụng suốt một chiêu này sau, chúng ta có thể triệt để khẳng định lai lịch của hắn rồi. Sấm sét chính là viễn cổ năm gia tộc lớn Hà Gia không truyền ra ngoài bí thuật một trong, người này hẳn là tới từ ở Hà Gia bên trong. Đã từng Ngô gia cùng Giang gia đồng dạng đứng hàng viễn cổ năm gia tộc lớn bên trong. Sau đó... Lão Bạch cùng lão Hắc chúng rồi Hà Gia bên trong lúc đó thiên tài tuyệt thế đâm thủng cùng tính kế. Để lão Bạch cùng lão Hắc trở mặt thành thù, lẫn nhau đồng quy vu tận mà chết. Không nghĩ tới này áo bào trắng thanh niên đến từ chính lão Bạch cùng lão Hắc kẻ thù gia tộc. Tại Bạch Bào Thanh Năm sử dụng tới sấm sét thời điểm. Trước đó cái kia thụ lập từng cây màu đỏ trụ đá trên đất trống. Có một phần đứng tương đối gần cường giả, bọn hắn tối cuối cùng vẫn không thể nào chạy trốn. Được từ trên trụ đá tản ra sức hút, cuối cùng thân thể đụng vào màu đỏ trên trụ đá, được trong trụ đá hồn phách tiến hành đoạt xá. Cái kia cái thứ nhất bị đoạt xá thần tôn cảnh trung kỳ lão giả, hắn nguyên bản hồn phách được đè ép đi ra, cuối cùng bị phong tồn ở trụ đá bên trong, mà trong trụ đá nguyên bản hồn phách hoàn toàn chiếm cứ này thần tôn cảnh trung kỳ thân thể của ông lão. Này thần tôn cảnh trung kỳ lão giả, hắn hoạt động đoạt xá sau thân thể. Trong miệng tự lẩm bẩm, chúng ta Thánh Hỏa Tông chuẩn bị nhiều tuổi như vậy nguyệt, đã chờ đợi nhiều tuổi như vậy nguyệt. Thuộc về chúng ta Thánh Hỏa Tông thời đại lại tới. Còn lại từng cây màu đỏ trụ đá bên trên. Thiêu đốt trụ đá lửa cháy hừng hực, cũng toàn bộ biến thành từng cây hỏa diễm dây thừng. Đem tu luyện cho quấn vào trụ đá bên trên. Trong trụ đá hồn phách toàn bộ đang nhanh chóng tiến hành đoạt xá. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời. Từng cái bị trói tại thạch trụ thượng người tu luyện toàn bộ bị đoạt xá rồi, hồn phách của bọn họ được Thánh Hỏa Tông người hồn phách thay thế. Cuối cùng toàn bộ bị vây ở trong trụ đá. Ở đây trụ đá có rất nhiều, còn có không ít trong trụ đá Thánh Hỏa Tông nhân hồn phách không có tiến hành đoạt xá, dù sao Diệp Thần Phong cùng áo bào trắng thanh niên đám người đã rời đi nơi này rồi. Cái kia cái thứ nhất đoạt xá thần tôn cảnh trung kỳ lão giả, hắn đối với trong trụ đá Thánh Hỏa Tông nhân hồn phách, nói, mọi người yên tâm. Các người đợi thêm một chút, hết thảy Thánh Hỏa Tông người, toàn bộ có thể cướp đoạt đến nhục thân, chúng ta bây giờ liền đi tìm một ít thịt thân lại đây. Tại thần tôn cảnh trung kỳ lão giả dẫn dắt đi, hết thảy đoạt xá thành công Thánh Hỏa Tông nhân, thân ảnh của bọn họ toàn bộ hướng về Thánh Hỏa Sơn Mạch nhanh chóng lao đi rồi. Mà lúc này Thánh Hỏa bên trong dãy núi, Diệp Thần Phong cùng áo bào trắng thanh niên vị trí, thấy đầy người được hồ quang lượn lờ ở áo bào trắng thanh niên. Một chiêu này ngược lại là cùng thiên lôi nhanh chóng có phần tương đồng, nhưng power tuyệt đối tại thiên lôi nhanh chóng bên trên. Tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng, tác dụng cho song trên đùi, để trên chân tốc độ tăng nhanh. Mà Hà Gia không truyền ra ngoài bí thuật sấm sét, đây là một loại tác dụng cho toàn thân chiêu số, không chỉ có thể tăng lên bước chân tốc độ, toàn thân từng cái vị trí tốc độ cũng có thể tăng lên, hơn nữa còn có thể đề cao thật lớn người sử dụng nhạy cảm tính cùng năng lực phản ứng. Trong không khí hồ quang bạo phát, chỉ thấy cả người được hồ quang lượn lờ áo bào trắng thanh niên, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất rồi, từng đạo hồ quang ở trong không khí mãnh liệt đan dệt, nhất cổ đâm nhói màng tai thanh âm, mãnh liệt truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Chương 2435, chờ đợi thời cơ. Tứ tinh bí pháp, thiên lôi nhanh chóng cũng lập tức thi triển, Diệp Thần Phong song trên chân ánh chấp hiện ra. Đồng thời không ngừng lấy ra trong óc cửu thiên huyền lôi phụ ra tại song trên đùi. Có cửu thiên huyền lôi phụ trợ, Diệp Thần Phong song trên đùi ánh chấp là càng thêm mãnh liệt, hai chân triển hiện ra tốc độ cũng tại không ngừng mà đi lên kéo lên. Thi triển sấm sét áo bào trắng thanh niên, đang sấm sét dưới sự giúp đỡ, hắn cả người mỗi một tế bào tốc độ đều tăng nhanh. Được hồ quang lượn lờ thủ trưởng đột nhiên hướng về Diệp Thần Phong ngực đập đi qua.
thiên lôi nhanh chóng chỉ có thể tăng lên Diệp Thần Phong hai cái chân tốc độ, cánh tay hắn các loại những nơi còn lại phát huy ra tốc độ, nhưng vẫn là duy trì tại nguyên dạng, hơn nữa sấm sét power so với thiên lôi nhanh chóng cao hơn không chỉ một sao nửa điểm. Cũng may, Diệp Thần Phong một khắc đều không có đình chỉ lấy ra cửu thiên huyền lôi, phụ ra tại chính mình trên hai đùi, hắn hai cái chân có thể cho thấy tốc độ cũng đang mỗi thời mỗi khắc tăng lên. Đột nhiên một bên thân thể, áo bào trắng tay của thanh niên trưởng từ Diệp Thần Phong ngực mãnh liệt sát qua. Diệp Thần Phong ngực quần áo trong nháy mắt vỡ vụn, tại hắn trên ngực lập tức nứt ra rồi từng đạo vết thương, ấm áp máu tươi từ hắn giữa dòng chảy mà ra. Bây giờ Diệp Thần Phong thật khí thế cùng thực lực một mực duy trì tại thần vương cảnh trung kỳ, hắn chả cũng không hề đem thần vương cảnh hậu kỳ thực lực bày ra, hiện tại đã biết được này áo bào trắng thanh niên hẳn là đến từ chính viễn cổ năm gia tộc lớn Hà Gia. Hắn không thể xem thường nửa phần, thân là Hà Gia bên trong con cháu, trên người há lại sẽ không có còn lại lá bài tẩy. Nếu như Diệp Thần Phong hiện tại liền đem thần vương cảnh hậu kỳ thực lực bày ra, như vậy tuy nói có thể càng thêm nhẹ nhõm ứng đối, nhưng như vậy liền không cách nào cho áo bào trắng thanh niên một trở tay không kịp rồi. Về phần ma hóa trạng thái, đó là ở khác không biện pháp dưới tình huống, hắn mới sẽ chọn thi triển, dù sao thi triển ma hóa trạng thái, đối với Diệp Thần Phong tâm tính cực kỳ bất lợi. Hơn nữa còn sẽ rất đại trình độ ảnh hưởng đến tuổi thọ của hắn. Hiện tại Diệp Thần Phong nhất định muốn chờ đợi một thời cơ, một cái có thể mang áo bào trắng thanh niên một lần đánh bại thời cơ. Cả người được hồ quang đan dệt áo bào trắng thanh niên, hắn thấy Diệp Thần Phong miễn cưỡng tránh thoát công kích của hắn. Hắn nhìn thấy Diệp Thần Phong song trên chân ánh chớp, tứ tinh bí pháp. Không đúng, chẳng lẽ nói là ngũ tinh bí pháp? Cũng không đúng, tốc độ của ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên, này ngược lại là thú vị a hát. Áo bào trắng thanh niên lần thứ hai đối Diệp Thần Phong triển khai công kích. Theo thời gian trôi đi, bởi đang không ngừng hướng về song trên đùi phụ ra cửu thiên huyền lôi, Diệp Thần Phong tốc độ là càng lúc càng nhanh, chỉ ít hắn hai cái chân thượng tốc độ có thể cùng áo bào trắng thanh niên không phân cao thấp rồi. Thanh vân kiếm cùng càn khôn phiến không ngừng phát ra chói tai tiếng va chạm. Hai người đều không hữu dụng trong tay tiên khí thi triển uy lực mạnh mẽ chiêu thức, thật sự là sử dụng tiên khí tiêu hao quá lớn, hơn nữa hai người bọn họ trong tay toàn bộ không phải cấp thấp nhất tiên khí, mà là cực hạn độ lớn tiếp cận cao đẳng tiên khí rồi. Thiên lôi nhanh chóng thời gian duy trì có hạn, tại không có hoàn toàn nắm chắc trước, Diệp Thần Phong chả không chuẩn bị dùng thanh vân kiếm. Thi triển kiếm hồn hắc khóa, có thể nói bây giờ dùng thanh vân kiếm thi triển kiếm hồn hắc khóa. Là Diệp Thần Phong tất cả chiêu thức bên trong power mạnh nhất, đương nhiên trong đó chủ yếu nhất vẫn là có tiên khí thanh vân kiếm. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân tại cấp tốc chợt lui đồng thời. Thanh vân kiếm thả lại trên lưng, bàn tay phải bên trong có khí thế bàng bạc đang ngưng tụ. Không khí chung quanh nhanh chóng vặn vẹo lên, từng tầng năng lượng làn sóng ở trong không khí không ngừng chồng chất. Âm ầm, âm ầm, âm ầm. Thanh âm vang lên. Đỉnh đầu trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng cái khe nhỏ, dường như mạng nhện giống như không ngừng khuếch tán. Diệp Thần Phong bàn tay phải thượng năng lượng rất có co rút lại, đem chọn chỉ cực kỳ trầm trọng thủ trưởng, hướng về áo bào trắng thanh niên mãnh liệt đánh ra, long thần phiên thiên ấn, ba ấn khả phá thiên. Một con to lớn hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay. Ở trong không khí bỗng nhiên ngưng tụ, lấy bao phủ xu thế hướng về áo bào trắng thanh niên úp tới. Long thần phiên thiên ấn đệ tam ấn, nhưng là ngũ tinh bí pháp bên trên đỉnh cấp bí pháp. Power tuy nói so kiếm hồn hắc khóa yếu, nhưng là tuyệt đối là không tầm thường rồi. Áo bào trắng thanh niên rõ ràng không nghĩ tới Diệp Thần Phong ngoại trừ kiếm hồn hắc khóa ở ngoài, lại vẫn có thể sử dụng tới uy lực như thế chiêu thức, hắn khả năng đủ cảm giác được suốt, một chiêu này tối thiểu đã tới đỉnh cấp bí pháp tầng thứ. Tại đây viễn cổ giới bên trong làm sao sẽ tồn tại đỉnh cấp bí pháp? Từ đầu tới cuối áo bào trắng thanh niên chỉ là tại lưu ý Diệp Thần Phong có muốn hay không thi triển kiếm hồn hắc khóa, ở trong mắt hắn hay là chỉ có này kiếm hồn hắc khóa mới có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần Phong thi triển ra đỉnh cấp bí pháp, này làm cho áo bào trắng thanh niên có phần không ứng phó kịp rồi. Đương nhiên Diệp Thần Phong đồng dạng chỉ là dùng thần vương cảnh trung kỳ thực lực, đem này long thần phiên thiên ấn đệ tam ấn thi triển ra. Hắn có thể kết luận một chiêu này tuyệt đối là không cách nào chiến thắng áo bào trắng thanh niên. Đối mặt bao phủ tới hỏa năng lượng màu đỏ giấu bàn tay.
Áo bào trắng thanh niên vội vàng đem nắm chặt càn khôn phiến nằm ngang ở trước mặt mình, bên trong thân thể linh khí nhanh chóng truyền vào càn khôn phiến bên trong. Long xà cửu thiên. Càn khôn phiến thượng ánh sáng bạo phát, tại bạch bào thanh năm bốn phía nhất thời ngưng tụ một tầng dày đặc năng lượng phòng hộ. Tại sau lưng của hắn chín cái rồng rắn lẫn lộn hư ảnh mãnh liệt hiện lên. Này long xà cửu thiên chính là Hà gia một loại phòng hộ thủ đoạn. Chỉ là áo bào trắng thanh niên thi triển quá vội vàng rồi, cho dù có tiên khí gia trì. Sau lưng của hắn long xà hư ảnh cũng không đủ ngưng tụ. Oanh! Một tiếng, năng lượng màu đỏ rực dấu bàn tay đụng vào dày đặc năng lượng phòng hộ thượng. Trong lúc nhất thời ánh lửa đầy trời, áo bào trắng thanh niên đem Diệp Thần Phong thi triển đỉnh cấp bí pháp cho chống đỡ cản lại, nhưng bởi quá mức vội vàng. Cả người hắn có vẻ hơi chật vật, nắm càn khôn phiến thủ trưởng. Hắn hổ khẩu được đánh nứt rồi, từng tia máu tươi từ trong đó tràn ra tới. Mái tóc được dư âm xung kích có phần tán loạn, áo bào trắng thanh niên trong con ngươi vẻ mặt hoàn toàn trở nên âm trầm, tuy nói chỉ là hổ khẩu được đánh nứt rồi, nhưng cái này cũng là bị thương, này làm cho hắn hoàn toàn là không cách nào nhịn được. Lửa giận trong lòng tùy ý phát sinh, con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, được một cái viễn cổ giới tiểu tử thương tổn tới. Chuyện này quả thật là đối với hắn một loại sỉ nhục. Diệp Thần Phong nhìn xem lên cơn giận dữ áo bào trắng thanh niên, đây chính là kết quả hắn muốn. Một người nằm ở phẫn nộ trạng thái, tuy nói sức mạnh công kích có thể sẽ tăng cường, nhưng đầu óc đồng dạng hội nằm ở một loại không lý trí trạng thái. Diệp Thần Phong một mực chờ đợi chờ một thời cơ, xem đến thời cơ này lập tức liền muốn tới rồi. Đang sử dụng song long thần phiên thiên ấn đệ tam ấn sau. Diệp Thần Phong lần thứ hai đem sau lưng Thanh Vân kiếm nắm trong tay. Tiểu tử, rất lâu không có ai để cho ta bị thương, chúc mừng ngươi, thành công chọc giận ta rồi, nhưng ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn. Ngươi chỉ là viễn cổ giới một cái bò sát mà thôi, ngươi có tư cách gì có thể thương tổn được ta sao? Quả thực là không cách nào tha thứ. Đùng! Một tiếng, áo bào trắng thanh niên trong cơ thể nửa bước thần tôn thật khí thế rất có tăng lên. Hắn đem trong tay quạt giấy càn khôn phiến mở ra. Chương 2436, chín mệnh phân thân thuật. Càn khôn phiến cắn câu vẽ ra một bộ hoa mỹ sơn thủy đồ. Trong cơ thể linh khí liên tục hướng về càn khôn phiến bên trong truyền vào, chỉnh thanh càn khôn phiến như cùng một cái động không đáy bình thường vô tận hấp thu áo bào trắng thanh niên trong cơ thể linh khí. Trán tỏa hào quang càn khôn phiến đột nhiên bay ra áo bào trắng thanh niên lòng bàn tay. Thật cao trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Treo ở giữa không trung càn khôn phiến, đang không ngừng lớn lên lại lớn lên. Cơ hồ là một cái hô hấp ở giữa. Chỉnh thanh càn khôn phiến trở nên lớn có loại yếu che đậy thiên địa cảm giác. Áo bào trắng thanh niên cánh tay vung lên, nghịch chuyển càn khôn. Trôi nổi tại trên bầu trời to lớn càn khôn phiến, hướng về trên mặt đất chậm rãi vỗ một cái. Nhất cổ cực hạn kinh khí ầm ầm mà tới. Mặt đất trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, nhưng này còn không trọng yếu nhất, chỉ thấy nguyên bản phát hỏa tại càn khôn phiến bên trong sơn thủy, bỗng nhiên từ càn khôn phiến bên trong đánh sâu vào đi ra. To lớn sơn nhạc cùng nước chảy hướng về Diệp Thần Phong ép tới. Áo bào trắng thanh niên lạnh lùng nói, tiểu tử, đi chết đi. Áo bào trắng thanh niên trước đó gặp Diệp Thần Phong thi triển kiếm hồn hắc khóa, hắn đã sớm đoán chừng xuất kiếm hồn hắc khóa uy lực. Hắn kích phát tiên khí càn khôn phiến một chiêu này nghịch chuyển càn khôn, tuyệt đối muốn so Diệp Thần Phong dùng Thanh Vân kiếm thi triển ra kiếm hồn hắc khóa mạnh hơn một bậc, cho nên tại sử dụng nghịch chuyển càn khôn sau đó hắn hầu như kết luận Diệp Thần Phong là chắc chắn phải chết rồi, nhưng hắn nhưng lại không biết bây giờ Diệp Thần Phong không phải là lúc trước Diệp Thần Phong, tối thiểu thực lực từ thần vương cảnh trung kỳ khóa nhập hậu kỳ. Tuy nói chỉ là tăng lên một cái tiểu tầng thứ. Nhưng ở bước vào thần vương cảnh sau đó mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ, sức mạnh trong cơ thể sẽ có mức độ lớn thay đổi. Hiện tại chính là Diệp Thần Phong chờ đợi thời cơ, thi triển nghịch chuyển càn khôn áo bào trắng thanh niên, hắn cho rằng Diệp Thần Phong tất chết rồi, cho nên thần kinh đã thả lỏng một chút, phòng bị cũng so với trước kia thiếu một chút. Tại bạch bào thanh năm chuẩn bị nhìn xem Diệp Thần Phong chết ở nghịch chuyển càn khôn bên dưới thời điểm. Diệp Thần Phong bên trong thân thể thần vương cảnh hậu kỳ thực lực đột nhiên bạo phát, một cái to lớn màu đen xiềng xích hư ảnh tại Thanh Vân kiếm nổi lên xuất hiện. Đồng thời Diệp Thần Phong sau lưng cũng hiện lên từng cây dương nanh múa vuốt màu đen xiềng xích hư ảnh. Kiếm hồn hắc khóa. Hấp thu Diệp Thần Phong trong cơ thể phần lớn linh khí Thanh Vân kiếm,
hướng về tấn công tới sơn nhạc cùng nước chảy vung ra. Từng cây màu đen xiềng xích như mưa rơi xuyên suốt mà ra. Tại thần vương cảnh trung kỳ thời điểm, dùng thanh vân kiếm thi triển kiếm hồn hắc khóa, sinh ra màu đen xiềng xích tại 500 đến 600 cây trong lúc đó. Bây giờ thực lực tăng lên tới thần vương cảnh hậu kỳ, sau đó lần thứ hai dùng thanh vân kiếm thi triển kiếm hồn hắc khóa. Sinh ra màu đen xiềng xích số lượng, bỗng nhiên tăng cường đã đến 600 cây đến 700 cây giữa, power tăng lên không ít. Theo thực lực mình tăng lên, kích thích ra tiên khí nội bộ uy năng cũng càng nhiều. 600 cây đến 700 cây màu đen xiềng xích đột nhiên hướng về áp bức mà đến sơn nhạc cùng nước chảy đánh tới. Một tiếng, sơn nhạc cùng nước chảy bị bắn ngược về càn khôn phiến bên trong, nguyên bản trôi nổi ở trên bầu trời càn khôn phiến. Kỳ lớn nhỏ rất có giảm bớt, rất nhanh sẽ khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, trực tiếp từ bầu trời bên trong đánh rơi trên mặt đất. Nhưng mà, mấy trăm cây màu đen xiềng xích vẫn không có biến mất, tiếp tục bỗng nhiên hướng về áo bào trắng thanh niên đánh tới. Áo bào trắng thanh niên hoàn toàn không nghĩ tới hội là kết quả như thế, Diệp Thần Phong rõ ràng giấu giếm thực lực. Diệp Thần Phong lại là thần vương cảnh hậu kỳ thực lực. Cường giả đối chiến, thất chi chút xíu, kém chi ngàn giảm. Nhìn xem nhanh chóng tấn công tới từng cây màu đen xiềng xích, áo bào trắng thanh niên trước đó thả lỏng ra, cho nên hắn phản ứng đầy một giây, trên người hắn hồ quang lần thứ hai đan vào, hắn không kịp thi triển còn lại chiêu số ngăn cản, bóng người chỉ có thể nhanh chóng tại màu đen xiềng xích bên trong mặc con thoi, nỗ lực muốn phải dựa vào tốc độ đem các loại màu đen xiềng xích toàn bộ tránh né được. Nhưng là áo bào trắng thanh năm hay là đánh giá quá cao tốc độ của mình rồi. Hoặc là quá đánh giá thấp những này màu đen xiềng xích tốc độ. Cho dù thi triển sấm sét, hắn cuối cùng vẫn là không có thể hoàn toàn tránh thoát, chỉ là bảo vệ tính mạng của mình. Xì xì, xì xì, xì xì. Thanh âm vang lên, áo bào trắng thanh niên hai cái chân cùng một cái cánh tay trái toàn bộ biến thành huyết vụ. Màu đen xiềng xích toàn bộ biến mất rồi, chỉ còn dư lại một cánh tay phải cánh tay áo bào trắng thanh niên. Hắn sắc mặt tái nhợt ngã xuống trên mặt đất, hắn đầy mặt không cam lòng nhìn xem Diệp Thần Phong, hắn trong con ngươi tràn đầy sát ý vô tận. Dùng tiên khí thi triển kiếm hồn hắc khóa, Diệp Thần Phong trạng thái cũng cực kỳ không tốt, nhưng hắn chí ít bên trong thân thể chả bảo lưu lại một phần linh khí. Hắn từng bước một hướng về áo bào trắng thanh niên đi tới, đáng tiếc ngươi đến cuối cùng vẫn là không có thể giết chết ta, hiện tại ta muốn giết chết ngươi dễ như ăn cháo. Nghe được Diệp Thần Phong lời nói sau, áo bào trắng thanh niên trên mặt đất giãy giụa, đáng tiếc chỉ còn dư lại một cánh tay hắn, căn bản là không cách nào đứng lên rồi. Áo bào trắng thanh niên trong giọng nói mang theo uy hiếp, ta khuyên ngươi bây giờ lập tức ngừng tay, ta là ngươi không chọc nổi người. Ta là cả viễn cổ giới đều không chọc nổi người. Diệp Thần Phong xì mũi coi thường nói, không phải là viễn cổ năm gia tộc lớn Hà gia người ma. Nghe vậy. Áo bào trắng thanh niên con ngươi ngưng lại, trong thanh âm mang theo ngạc nhiên, người dĩ nhiên biết lai lịch của ta. Hà gia chúng ta bây giờ không thể chỉ viễn cổ năm gia tộc lớn danh tiếng, xem ra ngươi chưa từng đi chúng ta nơi đó. Bằng không tại biết ta là Hà gia người sau, ngươi căn bản không dám động ta một sợi tóc rồi. Diệp Thần Phong không muốn cùng áo bào trắng thanh niên nhiều lời, ai biết gia hỏa này có thể hay không đột nhiên bốc lên một lá bài tẩy, hoặc là bị hắn cho đào thoát. Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm vung một cái, xì xì. Một tiếng, chỉnh thanh thanh vân kiếm trực tiếp quán xuyên áo bào trắng thanh niên yết hầu. Áo bào trắng thanh niên con mắt trợn lên lớn vô cùng, hắn nghiễm nhiên là không nghĩ tới, hắn đem lời nói đến nước này rồi. Diệp Thần Phong lại còn dám đối với hắn hạ sát thủ. Tại thanh vân kiếm xuyên mặc áo bào trắng thanh niên yết hầu, khiến cho đứt đoạn mất sinh cơ sau, ầm. Một tiếng. Này áo bào trắng thanh niên thân thể dĩ nhiên tự chủ ở trong không khí nổ tung thành một đám mưa máu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên tại cảm giác được biến hóa này sau, bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, trong đó lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, không nghĩ tới A Hát. Gia hỏa này ra sao nhà dòng chính, này cửu mệnh phân thân thuật chỉ có Hà gia con cháu đích tôn mới có thể tu luyện, đồng thời chả nhất định muốn là dòng chính bên trong thiên tài. Xem ra gia hỏa này tại Hà gia bên trong địa vị không thấp. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, trước đó ngươi nhìn thấy kiếm cốc lão nhân chỉ là một đạo phân thân, được ngươi giết chết gia hỏa này cũng chỉ là một đạo phân thân mà thôi,
bất quá, hai người phân thân có rất đại trình độ không giống. Cửu mệnh phân thân thuật chính là Hà gia một loại đặc thù công pháp, một khi đem cửu mệnh phân thân thuật luyện đến đỉnh phong, có thể một lần sản sinh chín đạo phân thân, Hà gia dòng chính đồng lứa làm sao sẽ dùng phân thân xuất hiện ở đây. Chỉ sợ ngươi lần này chém một đạo cái này ra hỏa phân thân sau, không nói toàn bộ Hà gia sẽ chú ý đến ngươi, tối thiểu ra hỏa này tuyệt đối sẽ chú ý tới ngươi rồi. Mũ. Chương 2437, tăng lên. Hà gia thiếu chủ. Tại Diệp Thần Phong chém áo bào trắng thanh niên một đạo phân thân sau. Nơi nào đó bên trong mật thất. Một tên thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, trắng bệch tại trên mặt hắn hiện lên. Phốc, một tiếng. Một miệng lớn ấm áp máu tươi từ miệng hắn bên trong phun ra tung tóe, hắn khóe mắt che lấp cực kỳ, trong con ngươi lóe lên cực hạn vẻ âm trầm, ngực. Trên miệng dưới kịch liệt phập phồng, người này chính là áo bào trắng thanh niên bản thể rồi. Bản thể hắn trên người tán phát ra khí thế không thể chỉ nửa bước thần tôn, trên trán bạo khởi từng cây gân xanh, khóe mắt cơ bắp không ngừng nhảy, bàn tay chậm rãi nắm chặt thành nắm đấm. Tại bạch bào thanh nam bên cạnh đột nhiên hiện lên một ông già. Người lão giả này cứ như vậy biến mất không một tiếng động xuất hiện, bên trong thân thể của hắn nội liễm nhất cổ khí thế cực kỳ khủng bố. E sợ đến thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong mới vào đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào có bực này khí thế khủng bố. Tên này biến mất không một tiếng động xuất hiện lão giả thực lực, tuyệt đối tại thần tôn cảnh đỉnh phong bên trong tiểu viên mãn đỉnh phong đến đại viên mãn đỉnh phong trong lúc đó. Lão giả đối thoại bào thanh năm rất là cung kính, tiếng nói của hắn hơi khô câm, loại thanh âm này cùng kêu rách cổ họng tương tự, nhưng đây chính là hắn nguyên bản âm thanh, thiếu chủ, ngươi không sao chứ. Thực lực tại tiểu viên mãn đỉnh phong đến đại viên mãn đỉnh phong ở giữa lão giả, hắn rõ ràng cung kính xưng hô áo bào trắng thanh niên một tiếng thiếu chủ. Này áo bào trắng thanh niên tên là Hà Nguyên Thiên, hắn chính là viễn cổ năm gia tộc lớn Hà gia bây giờ gia chủ nhi tử. Đồng dạng cũng là Hà gia bên trong đệ nhất thiên tài, tương lai thế tất yếu kế thừa gia chủ vị trí người. Hà Nguyên Thiên mũi cùng trong miệng khí tức có phần hỗn loạn, được Diệp Thần Phong chém tới một đạo phân thân, này làm cho hắn nguyên khí đại thương, trong cơ thể khí thế cũng giảm xuống không ít, muốn khôi phục như cũ e sợ phải có một đoạn thời gian. Hà Nguyên Thiên âm thanh âm trầm nói, vương lão, của ta một đạo phân thân tại viễn cổ giới được một tên tiểu tử chém mất. May là đây chỉ là ta yếu nhất một đạo phân thân. Không khó nghe ra. Hà Nguyên Thiên phun ra mỗi một chữ trong, toàn bộ xen lẫn sâu đậm lửa giận, hắn hận không thể hiện tại liền đem Diệp Thần Phong lột ra chóc thịt. Vương lão cau mày, thiếu chủ, chém tới người phân thân rốt cuộc là ai? Hà Nguyên Thiên hồi đáp, ta không rõ ràng thân phận của hắn. Nhưng hơi thở của hắn rất trẻ trung, hẳn là sẽ không vượt qua 500 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi liền đã tới thần vương cảnh hậu kỳ, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Huống hồ vẫn là ở viễn cổ giới nội. Vương lão chân mày nhíu càng gia tăng hơn, như thế xem ra, chém tới thiếu chủ một đạo phân thân tiểu tử kia, hắn tuyệt đối không đơn giản, chỉ là bây giờ viễn cổ giới cùng chúng ta nơi này bị ngăn cản rồi, nhiều nhất chỉ có thể làm cho phân thân đi hướng viễn cổ giới. Chúng ta bản thể thì không cách nào đi hướng nơi đó. Bất quá. Vùng thế giới này chẳng mấy chốc sẽ thay đổi, viễn cổ giới cùng chúng ta nơi này cách trở lá chắn tại càng ngày càng bạc nhược rồi, các đại gia tộc lão tổ cũng không có muốn lần nữa đồng thời liên thủ ra cố ý tứ, cứ theo đà này, viễn cổ giới người rất nhanh sẽ có thể đi vào chúng ta nơi này. Hà Nguyên Thiên khóe miệng hiện lên thích nụ cười máu, như vậy tốt nhất, lấy năng lực của hắn hẳn là sẽ không chết ở viễn cổ giới, dám chém tới ta Hà Nguyên Thiên một đạo phân thân, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Cùng lúc đó, thánh hỏa vực sâu, thánh hỏa bên trong dãy núi. Diệp Thần Phong đem mất rơi trên mặt đất thiên khí càn khôn phiến cho nhặt lên, này càn khôn phiến chả là năm đó lão hắc luyện chế. Lão hắc giang vận thiên cảm ứng Diệp Thần Phong cầm ở trong tay càn khôn phiến. Hắn cảm khái rất nhiều, xem ra năm đó Hà gia khẳng định đem Ngô gia cùng ta giang gia vơ vét một lần, bằng không càn khôn phiến tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại Hà gia nhân thủ bên trong. Diệp Thần Phong đem càn khôn phiến thao túng một phen sau đó hắn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão Hắc, Hà gia cửu mệnh phân thân thuật rất cường đại sao? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích, cái gọi là cửu mệnh phân thân thuật, không ngừng có thể phân ra chín đạo phân thân đơn giản như vậy, tu luyện ra mỗi một đạo phân thân thực lực cũng khác nhau,
càng về sau tu luyện ra phân thân, thực lực liền càng cường đại. Tại đối địch trong quá trình, sử dụng tới phân thân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể thực lực. Trừ phi phải đem phân thân cho chém giết, lúc này mới hội đối bản thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Này cửu mệnh phân thân thuật ý tứ chính là có 9 cái mệnh, chúng ta chưa từng xem cửu mệnh phân thân thuật công pháp, huyền diệu trong đó. Chúng ta giải cũng không phải rất nhiều, chỉ là thô sơ giản lược biết một ít mà thôi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu tử, lần này ngươi xem như là triệt để tiếp xúc được Hà gia người rồi, nỗ lực tăng cao thực lực đi. E sợ khoảng cách ngươi và Hà gia chân chính đụng nhau thời gian sẽ không quá xa, mà ta cùng Lão Bạch cũng nhất định muốn mau chóng sống lại, chờ lần này trở về Ngô gia cùng Giang gia vị trí. Hai chúng ta nhất định muốn tận lực nhanh chóng một lần nữa phục sinh. Diệp Thần Phong ở trong lòng gật gật đầu, hắn cũng biết thời gian cấp bách rồi. E sợ bây giờ Hà gia ở trước mặt hắn chính là một cái quái vật khổng lồ mà tồn tại, muốn lay động con vật khổng lồ này không phải đơn giản như vậy. Dò xét một hạ đan điền bên trong thanh viêm. Trước đó đem một đóa thần vương cảnh sơ kỳ màu cam hỏa diễm thu nhập bên trong đan điền, để thanh viêm chính mình đi hấp thu mà lại dung hợp. Tại Diệp Thần Phong cùng Hà Nguyên Thiên một đạo phân thân thời điểm chiến đấu. Thanh viêm đã là đem màu cam hỏa diễm cho thôn phệ hấp thu. Này màu cam hỏa diễm nhiệt độ tại thần vương cảnh sơ kỳ, mà thanh viêm thân là tứ sắc hỏa diễm, hơn nữa nhiệt độ tại thần vương cảnh trung kỳ rồi. Yếu thôn phệ một đóa thần vương cảnh sơ kỳ một màu hỏa diễm, này hoàn toàn là chuyện dễ dàng. Chỉ là thôn phệ một đóa thần vương cảnh sơ kỳ một màu hỏa diễm, đối với bây giờ thanh viêm giống như là không có bất kỳ biến hóa nào. Nhiệt độ chỉ là hơi chút tăng lên một điểm, nhưng vẫn không có đột phá thần vương cảnh trung kỳ, cũng tương tự không có tiến hóa thành ngọn lửa năm màu. Đối với cái này, Diệp Thần Phong chỉ có thể tới một cái tích tiểu thành đại rồi. Cũng may thánh hỏa bên trong dãy núi thiên địa chi hỏa không tại số ít, hấp thu rất nhiều thiên địa chi hỏa đều sẽ có đột phá. Thế là, Diệp Thần Phong tiếp tục tại thánh hỏa bên trong dãy núi du đãng lên, vẫn đúng là đừng nói càng đi nơi sâu xa đi. Gặp phải thiên địa chi hỏa thì càng nhiều. Nhưng hầu như toàn bộ là thiên thần cảnh đến thần vương cảnh sơ kỳ ở giữa thiên địa chi hỏa, cho tới bây giờ Diệp Thần Phong liền một đóa thần vương cảnh sơ kỳ trở lên thiên địa chi hỏa cũng không có gặp phải, liền ngay cả nhị sắc hỏa diễm cũng không có gặp phải một đóa. Bất quá, tốt đang hấp thu đại lượng thiên thần cảnh thiên địa chi hỏa, cộng thêm đã hấp thu không ít thần vương cảnh sơ kỳ thiên địa chi hỏa. Nằm ở Diệp Thần Phong bên trong đan điền thanh viêm rốt cục trưng vọt lên, hắn nhiệt độ là liên tục tăng lên. Tại nhiệt độ tăng lên tới thần vương cảnh hậu kỳ sau đó không bao lâu nhiệt độ lại tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong. Cảm thụ nhiệt độ tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong thanh viêm, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, tuy nói vẫn là dừng lại tại tứ sắc hỏa diễm, nhưng muốn tăng nhanh một loại màu sắc, cái kia là cực kỳ khó khăn, đặc biệt là càng đi lên thì càng khó. Bây giờ thanh viêm nhiệt độ có thể như thế liên tục tăng lên đã là một cái cực kỳ chuyện không tồi rồi. Chương 2438, biết được, chính mình muốn chết. Càng đi thánh hỏa sơn mạch nơi sâu xa đi. Nhiệt độ chung quanh cũng đang nhanh chóng đi lên kéo lên. Cũng còn tốt Diệp Thần Phong bên trong đan điền thanh viêm tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong, từ thanh viêm bên trong tản ra một tầng bảo vệ, đem nhiệt độ chung quanh đã cách trở không ít. Này làm cho hắn là trở nên dễ dàng không ít. Bây giờ thanh viêm nhiệt độ đã tăng lên tới thần vương cảnh đỉnh phong, muốn từ thần vương cảnh đỉnh phong bước vào thần tôn cảnh sơ kỳ, này liền càng thêm khó khăn rồi, dựa vào hấp thu so với mình nhiệt độ thấp thiên địa chi hỏa, muốn bước vào thần tôn cảnh sơ kỳ nhiệt độ, chỉ sợ là yếu hấp thu cực kỳ lượng lớn thiên địa chi hỏa mới có thể. Hơn nữa trước đó cái kia từng cây màu đỏ trong trụ đá thánh hỏa tông nhân hồn phách, bây giờ e sợ có không ít đã đoạt xá thành công, hắn sau thế tất sẽ cùng những đoạt xá đó thành công thánh hỏa tông nhân đối đầu. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực tại thần vương cảnh hậu kỳ, mà thanh viêm nhiệt độ tại thần vương cảnh đỉnh phong, hai người bọn họ cho dù liên hợp, sức chiến đấu cũng là có giới hạn, ai biết ở nơi này thánh hỏa tông nhân chả bố trí cái gì. Bây giờ đối với ở Diệp Thần Phong tới nói chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Diệp Thần Phong thân ảnh tiếp tục hướng về thánh hỏa sơn mạch nơi sâu xa lao đi, đột nhiên một đóa màu xanh ra trời thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong thiên địa chi hỏa, bên phải trách hướng về bên này mãnh liệt tấn công tới. Tại đây màu xanh ra trời thiên địa sau mặt,
chả thật chặt đi theo một bóng người, Diệp Thần Phong rất nhanh sẽ nhìn rõ ràng đạo nhân ảnh này, không phải là Dược Thánh Đường hiểu rõ lão tổ Thường Bách Vũ Ma. Diệp Thần Phong bàn tay tìm tòi. Cái kia đóa màu xanh ra trời thiên địa chi hỏa lập tức bị hắn cho nắm tại bàn tay bên trong, sau đó trực tiếp đem ngọn lửa màu xanh lam thu nhập trong đan điền, để thanh viêm tiếp tục thôn phệ. Tuy nói bây giờ thần vương cảnh sơ kỳ thiên địa chi hỏa đối với thanh viêm tới nói tác dụng không lớn, nhưng thịt muối cũng là thịt a hát, không thể cứ như vậy buông tha. Đuổi tại màu xanh lam thiên địa chi hỏa phía sau Thường Bách Vũ, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau đó thân ảnh của hắn đột nhiên dừng lại, sắc mặt là một trận khó coi, đặc biệt là cảm giác được Diệp Thần Phong trên người thần vương cảnh hậu kỳ thực lực. Trước đó tại chém Hà Nguyên Thiên một đạo phân thân sau đó Diệp Thần Phong sẽ không có lại thu lại khí thế. Tại lẫn nhau giết trong điện. Thường Bách Phú từng chứng kiến Diệp Thần Phong sức chiến đấu rồi. Khi đó Diệp Thần Phong mới thần vương cảnh trung kỳ, là có thể giết thần tôn cảnh sơ kỳ quỷ tôn. Bây giờ Diệp Thần Phong thực lực làm sao lại tăng lên tới thần vương cảnh hậu kỳ, vừa mới qua đi thời gian bao lâu. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Phải biết có ai tại thần vương cảnh không phải làm chật vật mới bước ra một bước. Vẫn là Diệp Thần Phong trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực. Thường Bách Phú chính mình cũng liền thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực, chiến lực của hắn còn chưa chắc chắn so với quỷ tôn mạnh bao nhiêu. Hắn hôm nay đối mặt Diệp Thần Phong, phần thắng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là phần thắng bằng không. Thôn phệ xong màu xanh lam thiên địa chi hỏa thanh viêm, nó không tự chủ từ Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay xông ra. Lần này Diệp Thần Phong không có ngăn cản thanh viêm. Thường Bách Vũ nhìn thấy Diệp Thần Phong trong lòng bàn tay tứ sắc hỏa diễm. Hơn nữa là thần vương cảnh đỉnh phong tứ sắc hỏa diễm, hắn trong con ngươi vẻ mặt hơi dừng lại một chút, trong lòng tràn đầy tham. Lam, trên mặt hắn hiện lên nụ cười hiền hòa, tiểu hữu, chuyện lúc trước, ta vạn phần xin lỗi, còn xin ngươi nguyên lai ta một lần. Ngươi nên có thể lý giải tâm tình của ta. Đồ nhi của ta đã bị chết ở tại trên tay ngươi, ta đối với ngươi tự nhiên là có hận ý, nhưng bây giờ ta cũng nghĩ thông suốt. Lại nói tiểu hữu ngươi còn cần ta dẫn ngươi đi Ngô gia vị trí, hơn nữa có Ngô gia cao nhất chỉ lệnh, ta tuyệt đối không dám đối với ngươi tiểu hữu ngươi động thủ. Diệp Thần Phong đối với Thường Bách Vũ lời nói là không nóng không lạnh gật gật đầu, hắn cầm trong tay thanh vân kiếm, đợi ly khai nơi này sau đó ngươi liền mang ta đi Ngô gia vị trí. Thường Bách Phú lập tức nói ra, đây là tự nhiên, ta tuyệt đối sẽ mang theo tiểu hữu ngươi đến Ngô gia. Diệp Thần Phong đem người đưa lưng về phía Thường Bách Phú, hắn nói ra, như vậy ta trước tiên đồng thời ở nơi này thăm dò một phen. Thường Bách Phú cười nói, được, ta giúp tiểu hữu ngươi nhiều tìm kiếm một ít thiên địa chi hỏa. Thường Bách Phú nhìn xem lưng đối với mình Diệp Thần Phong, hắn trong con ngươi không ngừng lóe lên vẻ âm trầm, trong miệng ngữ khí tuy rằng rất hiền lành. Nhưng hắn trong con ngươi lại tràn đầy sát ý. Từng bước một tới gần. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thường Bách Phú trong tay xuất hiện một cái sắc bén chủy thủ, cây chủy thủ này thượng hàn quang tỏa ra, tối thiểu nhất là nửa bước tiên khí rồi. Đem linh khí toàn bộ truyền vào chủy thủ bên trong. Trực tiếp nhanh chóng hướng về Diệp Thần Phong sau lưng đâm tới, dường như muốn từ phía sau lưng đem Diệp Thần Phong trái tim cho đâm cái đối xuyên. Mắt thấy chủy thủ yếu đâm tới Diệp Thần Phong trên người. Cong! Diệp Thần Phong trong tay thanh vân kiếm tùy ý chắn sau lưng. Chủy thủ đụng vào thanh vân kiếm trên thân kiếm, bắn ra từng đợt ánh lửa. Diệp Thần Phong bình thản xoay người, làm sao? Vừa vặn còn không phải nói phải giúp ta tìm thiên địa chi hỏa đấy sao? Trong nháy mắt liền dở quẻ. Thường Bách Phú sắc mặt đột nhiên kịch biến, ngươi, ngươi đã sớm biết ta sẽ ra tay với ngươi. Ngươi chính là ở chờ chờ. Ngươi cái độc ác tiểu tử. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười, độc ác. Là ai ở sau lưng đánh lén ta? Nói thật ta đã cho ngươi một cơ hội rồi, tại sao ngươi liền không hiểu được quý trọng đâu này? Nguyên bản xem ở Ngô gia trên mặt mũi, ta thật sự muốn để lại ngươi một cái mạng chó, là chính ngươi quá không biết đủ. Diệp Thần Phong cố ý để thanh viêm hiển lộ ra. Cố ý đem phía sau lưng để cho Thường Bách Vũ. Mục đích đúng là vì để cho Thường Bách Vũ động thủ, ở trong lòng hắn Thường Bách Vũ đã là một kẻ đã chết rồi. Bất quá, hắn vừa vặn không có ý định trực tiếp sảng khoái giết Thường Bách Vũ, mà là lựa chọn trước tiên trêu chọc hắn một phen. Diệp Thần Phong nắm thanh vân kiếm cánh tay vung lên.
Thường Bách Phú chống đỡ Thanh Vân kiếm chủy thủ trực tiếp rời tay bay về phía trên bầu trời. Thanh Ngô gia cụ thể phương vị nói cho ta, như vậy ta có thể cho ngươi thoải mái một chút. Diệp Thần Phong mặt không hề cảm xúc. Thường Bách Phú bên trong thân thể thần tôn cảnh sơ kỳ khí thế tăng lên, hắn muốn trước tiên chạy khỏi nơi này lại nói, nhưng hôm nay Diệp Thần Phong tại thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa Thường Bách Phú tuy nói là thần tôn cảnh sơ kỳ, nhưng so với trước kia nửa bước thần tôn áo bào trắng thanh niên Hà Nguyên Thiên phải yếu hơn rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần Phong liền ngăn cản Thường Bách Phú đường đi, không cần gấp như vậy đi, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Này hoàn toàn là chính ngươi muốn chết, nếu như ngươi vừa vặn không động thủ với ta, cái kia nói không chừng ta thật sự hội tha cho ngươi một mạng rồi. Trong tay Thanh Vân kiếm vung ra, Thường Bách Phú đã là hoàng hồn, dù sao trước hắn từng chứng kiến Diệp Thần Phong sức chiến đấu rồi, thậm chí hắn liền phản kích đều đã quên. Này làm cho Diệp Thần Phong càng thêm dễ dàng. Một kiếm, trực tiếp đem Thường Bách Phú nửa người dưới cho chém ngang hông rồi, tại Thường Bách Phú còn chưa chết trước đó. Diệp Thần Phong bàn tay đặt tại Thường Bách Phú trên ót, đối Thường Bách Phú tiến hành rồi siêu hồn, rất nhanh từ Thường Bách Phú trong ký ức đã được biết đến Ngô gia cụ thể phương vị. Sau đó đem Thường Bách Phú thi, thể ném xuống đất, đối với loại người này, Diệp Thần Phong trong lòng liền một điểm lòng thương hại cũng không có. Chương 2439, hổ đầu, thân bò, long vĩ. Thường Bách Phú sau khi chết, lợi dụng siêu hồn từ trong ký ức hắn đã được biết đến Ngô gia chỗ ở phương vị. Hiện tại Diệp Thần Phong nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng rời khỏi chỗ này không gian, bây giờ đi hướng Ngô gia cùng Giang gia vị trí mới là trọng yếu nhất, đã coi như là cùng Hà gia người tiếp xúc đến, trong lòng cảm giác gấp gáp đột nhiên tăng lên. Bây giờ long tộc nguyền rủa giải trừ, chuyện phải làm còn lại chính là giúp Lão Bạch cùng Lão Hắc phục sinh, sau đó cùng Lão Bạch, Lão Hắc đồng thời hướng về Hà Gia Thanh năm đó cái kia một món nợ cho đòi lại, đương nhiên sau muốn đến sống mãi, chả nhất định muốn cùng vùng thế giới này đấu một trận. Diệp Thần Phong trong lòng một mực rất muốn dừng lại trì hoãn khẩu khí, có thể từ thế tục giới bắt đầu, một cái lại một chuyện liên tiếp không ngừng, hắn căn bản ngay cả thở khí cơ hội cũng không có, có thể nói Diệp Thần Phong là không ngừng bức bách chính mình đi tới. Hắn cũng muốn bồi một chút người nhà của mình. Chậm rãi thở dài. Đơn giản thu thập một chút tâm tình trong lòng. Diệp Thần Phong tiếp tục tại thánh hỏa bên trong dãy núi đi bước đi rồi, vốn cho là chả sẽ gặp phải không ít ngày địa chi hỏa. Nhưng mà, đang giết chết Thường Bách Phú sau, hắn tại thánh hỏa bên trong dãy núi sẽ không có lại nhìn tới qua bất kỳ một đóa thiên địa chi hỏa rồi, chuyện này căn bản là không hợp với lẽ thường. Bên trong đan điền thanh viêm khiêu động rất vui, nó để Diệp Thần Phong hướng về sơn mạch đỉnh chóp lao đi. Hiện tại dù sao tạm thời cũng không tìm được rời đi nơi này cửa ra vào, Diệp Thần Phong liền nghe theo thanh viêm, hướng về thánh hỏa sơn mạch đỉnh chóp nhanh chóng lao đi rồi. Tại thánh hỏa sơn mạch đỉnh chóp có một cái cự đại miệng núi lửa, từ trong đó không ngừng có cực hạn nhiệt khí bốc hơi mà lên. Tại đi tới thánh hỏa sơn mạch đỉnh chóp sau. Chỉ thấy tại thánh hỏa sơn mạch đỉnh chóp tổng cộng có là 9 cái cự đại miệng núi lửa, từng cái miệng núi lửa phụ cận nhiệt độ đều cực hạn cao, nếu như là người bình thường đến gần lời nói, liền ngay cả trong không khí lưu lại nhiệt độ, cũng có thể trong nháy mắt đem bọn hắn cho nướng chín. Tại đây 9 cái miệng núi lửa bên trong, ở vào chính giữa một cái miệng núi lửa, hắn cử động là to lớn nhất. Thanh viêm chính là muốn để Diệp Thần Phong hướng về lớn nhất cái kia miệng núi lửa đi đến. Tuy nói có thần vương cảnh đỉnh phong thanh viêm che chở, Diệp Thần Phong thực lực của mình cũng có thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng đang đến gần cái kia lớn nhất miệng núi lửa lúc. Diệp Thần Phong quần áo trên người đều có một loại tại hòa tan khuynh hướng, cái kia lớn nhất miệng núi lửa. Nhiệt độ chung quanh cũng là cao nhất, e sợ vậy thần vương cảnh cường giả đỉnh cao cũng không chịu được. Tại nhẫn nhịn cực hạn nhiệt độ, tới gần cái kia lớn nhất miệng núi lửa sau. Hướng về miệng núi lửa bên trong nhìn xuống. Ánh vào trong tầm mắt chính là mảng lớn màu đỏ rực, chỉ thấy tại miệng núi lửa bên trong. Không hề đoạn sôi trào màu đỏ rực dung nham. Ở trong đó màu đỏ rực dung nham mặt ngoài, còn không ngừng có từng cái bọt khí nhô ra, từ trong đó vọt lên nhiệt độ, làm cho Diệp Thần Phong nhìn xuống ánh mắt, cũng có một loại được hỏa phần đốt thiêu đốt cảm giác. Ngoài ra, Diệp Thần Phong không có tại trong đó xem đến bất kỳ chỗ đặc thù.
Nhưng Thanh Viêm cảm giác hẳn là chưa làm gì sai, khi hắn suy tính phải hay không yếu tiến vào bên trong tìm tòi hư thực thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, nguyên bản tại miệng núi lửa bên trong bốc lên không phải phi thường kịch liệt màu đỏ rực dung nham, đột nhiên từ trong đó bạo hướng mà lên, như cùng là trong biển rộng cuốn lên to lớn sóng biển bình thường từ này màu lửa đỏ biển nham thạch sóng bên trong, còn có một cỗ cực hạn sức hút. Này màu lửa đỏ biển nham thạch sóng trong nháy mắt, liền trực tiếp lao ra khỏi miệng núi lửa, mà vốn là muốn yếu lui về phía sau Diệp Thần Phong, bởi vì màu đỏ rực biển nham thạch sóng bên trong cực hạn sức hút, động tác của hắn chậm lại. Căn bản là không kịp lui về phía sau. Oanh, một tiếng. Diệp Thần Phong thân thể trực tiếp bị cuốn vào màu lửa đỏ biển nham thạch sóng bên trong. Tại bị cuốn vào trong đó sau. Bên trong đan điền Thanh Viêm lập tức đem Diệp Thần Phong cho bao trùm rồi, có thể coi là có Thanh Viêm bao vây. Diệp Thần Phong cũng vô cùng nóng bức, cực kỳ nóng bức. Da trên người cũng đang chậm rãi biến đỏ, được bao phủ tại màu lửa đỏ biển nham thạch sóng bên trong, Diệp Thần Phong thân thể căn bản vô pháp hành động tự nhiên, hắn chỉ cảm giác đang không ngừng được màu lửa đỏ biển nham thạch sóng hướng về dưới đáy kéo đi. Núi lửa này bên trong chiều sâu hẳn là vô cùng sâu. Một đường được đi xuống kéo đi, Diệp Thần Phong vô cùng khó chịu, cả người cũng nhìn qua cực kỳ chật vật. Cũng không biết quá rồi bao lâu. Ầm một tiếng. Hẳn là rốt cuộc. Diệp Thần Phong thân thể nặng nề rơi vào trên mặt đất, trong cổ họng là một trận ho sặc sụa khụ khụ. Khụ khụ. Tại ho sau một lúc, hắn rốt cục thở ra hơi rồi. Hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Nhiệt độ của nơi này so với tại trước đó dung nham bên trong càng thêm cao, hắn có loại toàn thân tế bào đều tại bốc cháy lên cảm giác. Chỉ thấy hắn giờ khắc này thân ở một chỗ đáy ngọn nguồn trong hang động. Cái động này quật trong mặt đất cùng mỗi một tảng đá, toàn bộ là hiện ra một loại cực hạn màu đỏ, làm cho Diệp Thần Phong ánh mắt phi thường không thoải mái. Phía trên dung nham không có chảy tới cái này dưới nền đất trong hang động. Hẳn là bị lực lượng nào đó cho ngăn trở rồi. Cái này dưới nền đất hang động không có quá chỗ đặc thù, ngoại trừ nhiệt độ so với tại trong nham thạch còn cao hơn bên ngoài. Diệp Thần Phong trên người các bộ vị đều có sự khác biệt trình độ tổn thương rồi, hắn ánh mắt nhìn về phía cái này dưới nền đất hang động bên phải. Bên phải trách có một cái ao. Nhưng trong ao nước không có nước, mà là chỉ có dung nham, cái ao này bên trong dung nham yếu so với phía trên dung nham nhiệt độ cao hơn rất nhiều lần. Tứ sắc hỏa diễm Thanh Viêm như cũ là lượn lờ Diệp Thần Phong toàn thân. Nếu Thanh Viêm đối với nơi này có phản ứng, như vậy nơi này tuyệt đối có đồ vật gì tồn tại. Bỗng nhiên trong lúc đó, trong hồ nguyên bản bình tĩnh dung nham, của nó mặt ngoài bắt đầu nhộn nhạo lên từng vòng sóng gợn, nhộn nhạo sóng gợn đang không ngừng mở rộng. Từ từ, trong đó dung nham cũng bắt đầu sôi trào trong đó. Ầm, 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 thanh âm vang lên. Chỉ thấy từng cây màu lửa đỏ dung nham cây cột, từ trong ao mãnh liệt bạo hướng mà lên. Sát theo đó, một cái đầu từ dung nham bên trong chậm rãi xông ra, này cái đầu cùng lão hổ đầu gần như, chỉ là đầu hiện ra chính là màu đỏ, một đôi huyết hồng khát máu con ngươi thật chặt nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong. Từ từ, này sinh vật cổ quái từ trong hồ đi ra. Chỉ thấy này sinh vật có tới cao hơn 3 mét, thân thể cùng như thân thể gần như. Đuôi cùng long vĩ gần như. Có thể nói là hổ đầu, thân bò cùng long vĩ rồi. Này sinh vật cổ quái trên người vòng quanh cực hạn hỏa diễm, từ trên người nó không ngừng có từng tầng sóng nhiệt phả vào mặt. Căn cứ Diệp Thần Phong cảm ứng. Này sinh vật cổ quái là do đất trời chi hỏa biến ảo mà đến, hơn nữa là nhiệt độ đến thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa. Thiên địa này chi hỏa cũng là đủ kỳ hoa. Dĩ nhiên đem chính mình huyễn hóa thành bộ dáng này. Chẳng trách Thanh Viêm hội đối với nơi này có cường đại như vậy phản ứng, nguyên tới nơi này có thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa AH. Nếu như Thanh Viêm có thể dung hợp ngày như vậy địa chi hỏa, đối với nó tới nói tuyệt đối có không gì sánh nổi tác dụng to lớn. Này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa, ánh mắt của nó cũng một khắc không rời Diệp Thần Phong thân thể. Chương 2440, tấn cấp. Này hổ đầu, thân bò, long vĩ, hình thái kỳ lạ thiên địa chi hỏa. Diệp Thần Phong tại đánh suy nghĩ của nó, mà hắn lại làm sao không phải là tại đánh Diệp Thần Phong trên người Thanh Viêm suy nghĩ đây.
Bây giờ Thanh Viêm tuy nói có thần vương cảnh đỉnh phong nhiệt độ rồi, đồng dạng cũng là tứ sắc hỏa diễm, nhưng thần vương cảnh đỉnh phong cùng thần tôn cảnh trung kỳ dù sao vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Dựa vào Thanh Viêm mình muốn thôn phệ hình thái kỳ lạ thiên địa chi hỏa, đây cơ hồ là không có khả năng lắm sự tình. Thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa, thực lực đó cũng tuyệt đối không phải đùa giỡn đến rồi, hiện tại cho dù Diệp Thần Phong muốn rời khỏi nơi này, e sợ này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bây giờ chỉ có thể liên thủ với Thanh Viêm, đem thiên địa này chi hỏa cho hạn chế, sau đó để Thanh Viêm đem nó cho thôn phệ. Cũng còn tốt, này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa chỉ là một sắc hỏa diễm mà thôi, nếu như thêm ra vài loại màu sắc đến, e là cho dù Diệp Thần Phong liên thủ với Thanh Viêm cũng không nhất định có thể hạn chế nó. Tại Diệp Thần Phong trong lòng suy nghĩ thời khắc, cái kia hình thái kỳ lạ thiên địa chi hỏa, trên người nó hỏa diễm cực hạn bạo phát, từ cổ họng của nó bên trong phát ra một tiếng gào thét. Tốc độ như lưu tinh, cực nhanh hướng về Diệp Thần Phong đánh tới. Diệp Thần Phong vai run lên để lượn lờ tại trên người mình Thanh Viêm rời đi. Cái kia hình dạng kỳ lạ thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa, đang nhìn đến Thanh Viêm từ trên người Diệp Thần Phong thoát ly sau đó nó không chút do dự xoay người hướng về Thanh Viêm nhào tới, xem ra ở trong mắt hắn Thanh Viêm muốn so Diệp Thần Phong có sức hấp dẫn. Thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa, nó bỗng nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, từ trong miệng của nó phun ra từng cái màu cam hỏa diễm. Một điều này đầu màu cam hỏa diễm nhanh chóng ở trong không khí biên chế thành một tấm lưới lửa, trực tiếp đem Thanh Viêm cho túi ở hỏa trong lưới. Tuy nói Thanh Viêm chỉ có thần vương cảnh đỉnh phong, nhưng nó tốt xấu cũng là tứ sắc hỏa diễm, trên người nó bốn loại hỏa diễm màu sắc nhanh chóng lưu chuyển, tại lưới lửa bên trong mạnh mẽ đâm tới, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, đã bị nó tại lưới lửa đụng lên suốt một cái cửa động đến rồi. Mà thật giống hoàn toàn bị sơ sót Diệp Thần Phong. Bàn tay hắn nắm thật chặt Thanh Vân kiếm. Nếu như muốn cho Thanh Viêm hấp thu này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa, còn chưa thể đem thiên địa này chi hỏa cho trực tiếp tiêu diệt, bằng không Thanh Viêm đi nơi nào hấp thu thiên địa này chi hỏa. Diệp Thần Phong thân ảnh nhanh chóng hướng về thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa lao đi, trong tay Thanh Vân kiếm thượng hàn khí tăng vọt. Trong cơ thể linh khí không ngừng truyền vào thân kiếm bên trong. Đạp không lên Diệp Thần Phong. Hắn bóng người nhanh chóng hạ xuống. Xì xì, một tiếng. Trong tay Thanh Vân kiếm bay thẳng đến thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa thiên linh cái đâm đi xuống. Trong nháy mắt đêm này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa hổ đầu cho đâm một cái đối xuyên, nhưng đây chỉ là thiên địa chi hỏa mà thôi, nói cách khác, thiên địa chi hỏa là không có nhục thân. Cho nên hổ đầu bị đâm một cái đối xuyên thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa. Nó cơ hồ là không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, nó long vĩ bay thẳng đến Diệp Thần Phong quất tới. Diệp Thần Phong vội vàng dùng Thanh Vân kiếm chắn trước người mình. Một tiếng. Diệp Thần Phong thân ảnh chợt lui 5-6 bước, cực hạn lửa nóng bị hắn hút vào trong lỗ mũi, phảng phất hắn khí quản đều bốc cháy lên rồi. Cái kia thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa một lần nữa ngưng tụ hổ đầu, tiếp tục hướng về Thanh Viêm nhào tới. Tại thấy cảnh này sau, Diệp Thần Phong hiện tại quản không được nhiều như vậy, xem ra phổ thông chiêu thức căn bản vô pháp đối thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa tạo thành ảnh hưởng gì. Bên trong thân thể bất khuất kiếm ý vận chuyển. Trong cơ thể linh khí cấp tốc được Thanh Vân kiếm cho hấp thu, rút khô. Tại Thanh Vân kiếm thượng đột nhiên hiện lên một cái màu đen xiềng xích hư ảnh, lập tức sau lưng Diệp Thần Phong cũng hiện lên từng cây màu đen xiềng xích. Thanh Vân kiếm hướng về thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa vung ra. Kiếm hồn hắc khóa. Mấy trăm cây màu đen xiềng xích bỗng nhiên hướng về thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa xông đi. Xì xì, xì xì, xì xì, thanh âm không ngừng vang lên. Chỉ thấy tại mấy trăm cây màu đen xiềng xích xung kích cùng quấn quanh dưới, cái kia thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa. Nó trong nháy mắt tán loạn rồi, ở trong không khí biến thành vô số ngọn lửa nhỏ. Nhưng những này ngọn lửa nhỏ rất nhanh tại một lần nữa ngưng tụ, tin tưởng không tốn thời gian dài là có thể khôi phục nguyên bản hình thái. Mà Thanh Viêm không có buông tha cơ hội lần này. Tại thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa hóa thành vô số ngọn lửa nhỏ thời điểm, nó nhanh chóng cắn nuốt trong không khí ngọn lửa nhỏ. Tại thần tôn cảnh thiên địa chi hỏa một lần nữa ngưng tụ sau đó chỉ thấy nó long vĩ biến mất rồi,
chỉ có hổ đầu cùng thân bò rồi, xem ra là được Thanh Viêm cho hấp thu đi rồi. Này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa, trong cổ họng nó phát ra tức giận tiếng gào. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần Phong lần nữa thi triển ra kiếm hồn hắc khóa. Hắn đang nhìn đến Thanh Viêm có thể hấp thu tán loạn đi ra ngoài ngọn lửa nhỏ, sau đó hắn liền biết hẳn là phải như thế nào trợ giúp Thanh Viêm hấp thu này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa rồi. Oanh, một tiếng. Tại mấy trăm cây màu đen xiềng xích công kích đến, thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa lần thứ hai tán loạn rồi. Thanh Viêm lại mãnh liệt hấp cất đi. Thanh Viêm trên người nhiệt độ liên tục tăng lên. Lúc này ở trong không khí ngọn lửa một lần nữa ngưng tụ thời điểm, chỉ còn dư lại cái cuối cùng hổ đầu rồi. Nhưng mà, Diệp Thần Phong vẫn không có dừng lại ý tứ, kiếm hồn hắc khóa lần thứ ba thi triển, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch cực kỳ. Trong cơ thể linh khí hầu như tiêu hao sạch sẽ rồi. Hổ đầu lần thứ hai tán loạn thành rất nhiều ngọn lửa nhỏ. Trong không khí tràn ngập cái kia thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa biệt khuất tiếng hô. Nếu như không có Thanh Viêm nhân cơ hội hấp thu nó tán loạn ngọn lửa, như vậy trống trơn dựa vào Diệp Thần Phong công kích, căn bản vô pháp đưa nó làm sao, nó rất nhanh có thể đủ một lần nữa ngưng tụ. Thanh Viêm đem cuối cùng tán loạn hổ đầu cũng toàn bộ hấp thu sau. Này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa cứ như vậy được Diệp Thần Phong liên thủ với Thanh Viêm giải quyết. Đêm này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa hoàn toàn hấp thu Thanh Viêm, trên người nó nhiệt độ bắt đầu cực hạn bạo phát. Bốn loại màu sắc khác nhau hỏa diễm mãnh liệt lay động, chỉ là trong nháy mắt. Thanh Viêm liền từ thần vương cảnh đỉnh phong nhiệt độ khóa nhập thần tôn cảnh sơ kỳ bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Viêm bốn loại màu sắc khác nhau hỏa diễm, lẫn nhau bắt đầu xoay tròn. Bây giờ Thanh Viêm do màu xanh lục, màu đỏ, màu tím cùng màu xanh lam này bốn loại màu sắc hỏa diễm tạo thành. Trong chớp mắt, tại bốn loại màu sắc khác nhau lẫn nhau xoay tròn lên trong ngọn lửa. Xì xì, một tiếng. Một loại màu cam hỏa diễm cũng bỗng nhiên ở trong đó hình thành, nói cách khác bây giờ Thanh Viêm do màu xanh lục, màu đỏ, màu tím, màu xanh lam cùng màu cam này năm loại hỏa diễm tạo thành. Thanh Viêm không chỉ từ thần vương cảnh đỉnh phong, khóa nhập thần tôn cảnh sơ bên trong, đồng thời trả từ tứ sắc hỏa diễm khóa nhập ngọn lửa năm màu hàng ngũ. Hấp thu một loại thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lại trước khi nói Thanh Viêm đã hấp thu không ít thiên địa chi hỏa rồi, nó tứ sắc hỏa diễm hẳn là một mực nằm ở tiến hóa đến ngọn lửa năm màu trong quá trình, này thần tôn cảnh trung kỳ thiên địa chi hỏa, khiến nó đã nhận được hoàn toàn thuế biến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 122.